Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 174. Lão Đồng, mau cứu ta. Lần này, Nhiếp Vân Thiên thật sự sợ hãi. Ông ta dùng chút khí lực sau cùng giống lên một câu, sau đó không một tiếng động. Lão Nhiếp, giữa không trung vang lên tiếng gầm giận dữ, lập tức có một lão giả vóc người cao lớn không râu hoành không vọt thẳng vào biệt thự, đến trước mặt Nhiếp Vân Thiên. Mau há miệng, nuốt xuống. Người này lấy ra một viên thuốc, bóp miệng Nhiếp Vân Thiên ném vào. Cũng may Nhiếp Vân Thiên vừa tắt thở không bao lâu, cổ họng vẫn còn sức, có thể nuốt xuống. Tiếp theo, một cảm giác thanh mát lan khắp toàn thân. Ông ta kêu lên một tiếng, hơi thở xuất hiện lại. Lão Đồng, cảm ơn ngươi. Nếu không, hôm nay ta đã chết ở đây rồi. Nhiếp Vân Thiên thở hổn hển một hồi, sau đó vận khí yếu ớt nói lời cảm ơn. Người đến thản nhiên nói, chúng ta giao tình mấy chục năm, còn nói lời cảm ơn gì nữa. Nhiếp Vân Thiên há miệng định nói cái gì đó, người tới đưa tay ngăn lại, chuyện nơi này cứ giao cho ta. Ta ngược lại muốn xem là tiểu bối Nhiếp gia nào lại đại nghịch bất đạo như vậy, ra tay với gia chủ. Ngươi là tên ngốc xuất hiện chỗ nào vậy? Hạ Thiên hỏi một câu. Lão giả không râu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ta là gia chủ Đồng gia Tam Thanh Sơn. Đồng Trọng Quốc, ngươi là phòng nào của Nhiếp gia, lại dám ngoi đầu lên nói chuyện với ta? Ta không phải họ Nhiếp, Hạ Thiên nhếch miệng. Đồng Trọng Quốc nghe xong, nhướng mày nói, ngươi hình là tiểu tử khác họ muốn tiêu diệt Nhiếp gia mà lão Nhiếp đã nói. Diệt Nhiếp gia, chẳng hứng thú, Hạ Thiên uể oải nói, ta chỉ giúp vợ tiếp viên hàng không thôi. Nàng ấy muốn làm gia chủ Nhiếp gia, ta đương nhiên phải giúp nàng ấy thanh trừ chướng ngại. Thì ra là ngươi, ánh mắt Đồng Trọng Quốc hiện lên sự tức giận, chỉ là họ khác mà cũng muốn nhúng chàm cuộc tranh giành gia chủ Nhiếp gia, đúng là không biết sống chết, cũng không ước lượng mình có bao nhiêu cân lượng. Hạ Thiên cười nói, không cần ước lượng, ta cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ngược lại ngươi đấy, chờ lát nữa, khả năng cả người lẫn hộp cũng chưa đến 5 cân 6 lượng. Ngươi không phải cũng người khác họ đấy thôi, ngươi cũng muốn đến đây nhúng chàm. Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được châm chọc, tại sao ngươi cũng không ước lượng mình một chút? Khốn kiếp, Đồng Trọng Quốc giận sôi lên, các ngươi tính là thứ gì chứ, cũng xứng đánh đồng với ta. Nhiếp Vân Thiên nghỉ ngơi một hồi, lấy lại khí lực, nói với Đồng Trọng Quốc, lão Đồng, đừng nói nhảm với bọn họ nữa. Bọn họ đều là hạng người miệng lưỡi bén nhọn, ngươi nói không lại bọn họ đâu, cứ phế thẳng bọn họ đi, thay ta thanh lý môn hộ Nhiếp gia là được. Các ngươi nghe thấy không? Gương mặt Đồng Trọng Quốc lộ ra vẻ ngạo nhiên, hùng thị mọi người, lão Nhiếp là gia chủ Nhiếp gia, ông ấy ủy thác toàn quyền cho ta thanh lý môn hộ, các ngươi còn lời gì để nói không? Ninh Nhụy Nhụy cười nói, đáng tiếc, bây giờ ông ta không còn là gia chủ nữa. Hiện tại gia chủ Nhiếp gia là Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý, Đồng Trọng Quốc dường như có chút quen tai đối với cái tên này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không có ấn tượng ai là Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý cũng không lùi bước, đứng thẳng dậy, ta chính là Nhiếp Tiểu Lý, Nhiếp Vân Thiên là gia gia của ta. Một nữ nhân cũng xứng là gia chủ một gia tộc, đúng là làm loạn, Đồng Trọng Quốc khinh thường hừ lạnh, sau đó nói, 40 năm trước lão Nhiếp đã là gia chủ, ông ấy không phải thì ai phải? Ai dám nói ông ấy không phải? Ai xứng nói ông ta không phải? Chỉ dựa vào đám tiểu bối các ngươi, đám họ khác. Ông ta đích thật không phải. Lão đạo sĩ một lần nữa bước ra khỏi hàng, ủng hộ Nhiếp Tiểu Lý, vị trí gia chủ của Tiểu Lý cũng không phải tùy tiện chỉ định, mà là do 9 vị tộc lão cùng nhau bỏ phiếu tuyển chọn. Dựa theo tộc quy Nhiếp gia, nàng ấy chính là gia chủ tân nhiệm. Lúc này, Đồng Trọng Quốc đưa mắt nhìn lão đạo sĩ, không khỏi giật mình, ngươi là lão tứ Nhiếp Vân Mộng. Nhiều năm không gặp. Tại sao lại luân lạc đến bộ dạng này rồi? Vậy thì ngươi phải hỏi người mà ngươi kết bái chi giao đó. Lão đạo sĩ cười khẽ tuy nhiên, ông ta cũng niệm tình cũ mà không giết ta. Nếu không, ta thật sự không sống đến ngày hôm nay. Nhiếp Vân Thiên không kiên nhẫn nói với Đồng Trọng Quốc, lão Đồng, ngươi nói mấy lời đó đối với bọn họ cũng vô dụng thôi. Ta mời ngươi đến đây cũng không phải để ôn chuyện trời đất, ngươi cứ giết bọn họ cho ta. Bất luận là trà hay là trường xuân đan, hàng năm ta đều cung cấp gấp đôi cho ngươi. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đồng Trọng Quốc ta là người tham lam sao? Đồng Trọng Quốc tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Vân Thiên,
mặt không giận tự uy, ta không quen nhìn loại loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo như các ngươi. Nếu để bọn họ được như ý muốn, về sau đại tộc Thế gia còn đắt chân như thế nào nữa? Nói nghe êm tai quá, còn không phải vì chút lợi ích đó sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được liền vạch trần, tất cả đều bày ra ngoài ánh sáng, còn giả bộ gì nữa? Lớn mật, mặt Đồng Trọng Quốc đỏ lên, đưa tay đánh về phía Ninh Nhụy Nhụy. Là một đại thủ ấn. Trưởng thế mãnh liệt, uy phong lẫm liệt. Đi đến đâu, mặt người ta đều đau nhức đến đó. Nhụy Nhụy tỷ, cẩn thận, Nhiếp Tiểu Lý cả kinh kêu lên. Hạ Thiên bình tĩnh nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, không cần lo lắng. Mặt hàng này không phải đối thủ của tiểu muội chân dài. Quả nhiên, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy một trưởng này, không hề có ý định lùi bước, đôi chân dài như roi quét ngang đến. Chỉ một khắc đã đạp rách trưởng thế của đối phương, đạp ngay mặt Đồng Trọng Quốc. Cái gì? Đồng Trọng Quốc vốn đang định dùng một trưởng diệt nữ nhân này để lập uy, sau đó tiện tay hai trưởng phế đi Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Như vậy, ông ta có thể giải quyết dứt khoát, giúp Nhiếp Vân Thiên bình định chuyện này. Ai biết được, một trưởng vỗ đến, uy còn chưa lập thành, bản thân đã bị đánh một cước, như quả bóng ra bay ngược ra ngoài. Với chút trình độ đó mà còn muốn giúp người khác giải quyết sự việc. Ninh Nhụy Nhụy châm chọc. Nhiếp Vân Thiên có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nhắc nhở, lão Đồng, người đừng khinh thường. Bọn họ cũng không phải người bình thường, cũng đều là người tu hành, tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Được, ta cũng niệm tình các ngươi trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi sai lầm, có lẽ còn có lòng ăn năn hối cải. Đồng Trọng Quốc chậm rãi đứng lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí, bây giờ xem ra ta đã sai rồi. Các ngươi chính là chết cũng chưa hết tội, đến địa phủ cũng đừng trách ta trước mặt Diêm Vương gia. Gương mặt Hạ Thiên lộ vẻ khinh thường, người có bản lãnh như vậy thì sẽ không đứng đây nhiều lời. Hừ, ta sẽ phế ngươi trước tiên. Đồng Trọng Quốc hơi sợ Ninh Nhụy Nhụy, thấy Hạ Thiên nói như thế, lập tức đầu mâu nhắm ngay hắn. Thân hình ông ta lóe lên, đã đến trước mặt Hạ Thiên. Ăn của ta một quyền vạn cân. Lần này ông ta tiếp thu bài học kinh nghiệm, trực tiếp dùng đến 12 phần khí lực. Năm đó, khi ông ta còn ở Tam Thanh Sơn, chỉ dùng 9 phần khí lực đã đánh nát một tảng đá nặng vạn cân, cho nên năm đó ông ta mới có danh hiệu Đồng Vạn Cân. Ông ta tin rằng trên đời này không ai có thể ngăn được song quyền của ông ta. 9 phần khí lực đã vô địch thiên hạ huống chi là 12 phần khí lực. Trong khoảnh khắc ra quyền, Đồng Trọng Quốc thậm chí còn có chút thương hại, tiểu tử trẻ tuổi trước mắt sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nghĩ lại, tâm tư tiểu tử đó ác độc, miệng thối vô cùng, giết hắn cũng là vì dân trừ hại. Mặc kệ thế nào, nắm đấm đã đánh ra, nghĩ cái gì cũng vô dụng, đối phương chắc chắn sẽ phải chết. Bốp! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, giống như tiếng đập muỗi. Lại giống như tiếng vỗ tay tùy ý, tóm lại là rất hững hờ. Lão đầu nhi, nắm đấm này của ngươi chẳng có sức lực gì cả, đánh ra giống như đấm vào bông gòn. Ngươi nên quay về luyện thêm vài năm nữa đi. Hạ Thiên nhếch miệng, ung dung đẩy nắm đấm thế như thiên quân của Đồng Trọng Quốc ra. Đồng Trọng Quốc nhất thời ngẩn người. Ông ta nhìn Hạ Thiên rồi lại nhìn nắm đấm của mình, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần, không thể nào. Một quyền này của ta tối thiểu hơn vạn cân khí lực, tại sao ngươi lại có thể chống đỡ được? Khí lực hơn vạn cân chẳng khác nào gãi ngứa cho ta, có cái gì mà nổ cho to. Hạ Thiên càng thêm khinh thường, thuận miệng giễu cợt một câu. Tuyệt đối không thể nào. Đồng Trọng Quốc không thể tiếp nhận được sự thật này, bóp quyền đánh tới Hạ Thiên lần nữa, lại ăn của lão phu một quyền. Lão đầu nhi, người phiền phức quá. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đánh tới. Bốp! Một cái tát vang dội, đánh má trái Đồng Trọng Quốc đỏ bừng. Quyền kình đánh ra trong nháy mắt trống rỗng, cả người ngây ra như phỗng. Ngươi dám làm nhục ta? Một lúc lâu sau Đồng Trọng Quốc mới khôi phục lại tinh thần, cả người cuồng nộ không thôi, gân xanh nổi lên trên trán, chết đi cho ta. Đồng Trọng Quốc thẹn quá hóa giận, sát khí tràn ra trong mắt. Bốp, bốp. Lần này, không đợi ông ta ra quyền, ông ta đã bị Hạ Thiên đánh cho hai cái. Ngươi, Đồng Trọng Quốc nổi giận, vừa định bộc phát. Bốp! Lại một cái tát. Ta muốn giết, bốp! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, bốp! Rất nhanh,
gương mặt Đổng Trọng Quốc sưng lên như đầu heo, người cũng mệt mỏi, lửa giận cũng thay bằng sợ hãi, nhưng vì ngại mất mặt, cũng không tiện nhận thua trước mặt mọi người, đành phải ráng chống đỡ. Ngươi, vì sao ngươi lại làm nhục ta như thế? Đổng Trọng Quốc đau đến muốn khóc, nói chuyện cũng nghẹn ngào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư thúc ta là Cát Tiên Nhân Tam Thánh Cung, ông ấy nhất định sẽ báo thù cho ta. Hu hu hu, đừng đánh nữa. 70-80 tuổi mà khóc lóc như vậy, đúng là khó coi. Ninh Thụy Thần lắc đầu. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy có chút đáng thương, liền nói với Hạ Thiên, được rồi, tha cho ông ấy đi. Nếu không, người ta còn tưởng chúng ta ngược đãi người già. Nhiếp Tiểu Lý cũng nói, Hạ Thiên, chi bằng, thôi quên đi. Tiểu muội chân dài, vợ tiếp viên hàng không, các nàng quá thiện tâm rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, loại ngu ngốc đó không đánh không được. Nếu nàng không dạy cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ coi nàng như quả hồng mềm. Ninh Nhụy Nhụy hiểu ý Hạ Thiên, liền nói, bọn họ không có uy hiếp gì hết, nếu đánh chết bọn họ, sau này sẽ bất lợi cho thanh danh của Tiểu Lý. Coi như ngươi gặp may, Hạ Thiên ngẫm lại thấy cũng đúng, liền tiếp nhận lời đề nghị. Hắn nói với Đổng Trọng Quốc, ngươi từ đâu đến từ về lại chỗ đó, đừng có ra tìm đánh nữa. Đổng Trọng Quốc nhất thời có cảm giác may mắn được sống sót. Mặc dù không phục nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ta về Tam Thánh Sơn, từ nay bế quan khổ tu, không xuống núi nữa. Nếu ngươi không phục, ngươi cứ đi tìm sư thúc gì đó của ngươi. Hạ Thiên biết người này mặt phục tâm không phục, nhưng cũng không để ý, nhớ kỹ, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Muốn báo thù, ngươi cũng đừng tìm nhầm người. Vâng, 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 ta nhớ rồi. Đổng Trọng Quốc liên tục gật đầu, cũng không tiếp tục nhìn Nhiếp Vân Thiên, nhanh chóng chạy xuống núi. Có thể nói đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Trong lúc Nhiếp Vân Thiên cho rằng mình chết chắc, giọng một nữ nhân vang lên. Ha ha, đúng là chết cười ta. Đổng gia Tam Thanh Sơn lại hèn nhát như vậy, thật sự đời sau không bằng đời trước, phế vật cực kỳ. Âm thanh này là Tam biểu tỷ, mau cứu ta. Nhiếp Vân Thiên lập tức kêu cứu, bọn họ muốn giết ta, còn muốn hủy Nhiếp gia, ngươi sẽ không thấy chết không cứu chứ. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Một bóng người từ xa bay đến, giống như một làn khói nhẹ rơi xuống trước mặt Nhiếp Vân Thiên, ngươi cũng là một tên phế vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, mọi người mới nhìn ra người đến, là một nữ nhân trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người tùy mị, gương mặt cũng được bảo dưỡng không tệ, phong vận vẫn còn. Nhưng vừa rồi, Nhiếp Vân Thiên gọi bà ta là Tam biểu tỷ, mà Nhiếp Vân Thiên đã hơn 70, có thể làm biểu tỷ của ông ta, tuổi tác nhất định không nhỏ. Các ngươi đừng nhìn ta như thế. Nữ nhân tùy mị có chút bất mãn, ta chỉ có bối phận cao hơn ông ta, năm nay vừa tròn 18, 30 xuân xanh, vẫn như hoa như ngọc. Ninh Thụy Thần nhìn không được bĩu môi, hoa này cũng thọ quá nhỉ. Liên quan gì đến ngươi? Nữ nhân tùy mị bất mãn chừng Ninh Thụy Thần, nếu ngươi còn tiếp tục nhiều chuyện, ngươi có tin ta cắt lưỡi của ngươi hay không? Ninh Thụy Thần bị ánh mắt của nữ nhân kia làm giật mình, không dám lắm mồm nữa. Tam biểu tỷ, đừng nhiều lời với bọn chúng. Nhiếp Vân Thiên hơi gấp lên, nói với nữ nhân tùy mị, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đấy, ngay cả lão Đổng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu ngươi không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ sẽ để bọn họ đạt được mục đích. Nữ nhân tùy mị gật đầu cười nói, điều này cũng đúng. Tổ nãi nãi cũng đã biết chuyện của ngươi, liền phái ta đến xử lý, tránh cho tình thế phát triển đến mức không thể ngăn cản. Đã như vậy, vậy thì ngươi mau ra tay đi. Nhiếp Vân Thiên có chút đợi không kịp, vội vàng thúc giục những người này tranh đoạt vị trí gia chủ, tự tiện giết chết tộc nhân Nhiếp gia, hủy hoại giếng đan Nhiếp gia, tổn hại linh mạch Hoàng Sơn, chuyện nào cũng đều là tội ác tày trời, chết cũng chưa hết tội. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, ra ra, ông nói như vậy không cảm thấy chột dạ sao? Im ngay, tiện nhân ngươi, lúc trước lão phu nên trục xuất mẹ con các ngươi khỏi Nhiếp gia. Nhiếp Vân Thiên giận tái mặt. Há miệng khiển trách, toàn là thứ bạch nhãn lang. Còn nữa, Trường Sinh là do ngươi hại chết, Chiêm gia cũng vì ngươi mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Hiện tại Nhiếp gia, Hoàng Sơn cũng bị ngươi hại thành như thế. Ngươi còn có mặt mũi nào mà nói ra những lời này, vô sỉ.
Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, những lời này ngươi nên giữ lại cho ngươi. Các ngươi ép gả Tiểu Lý cho Chiêm gia, mục đích vốn không trong sạch. Hơn nữa còn bắt mẹ và em gái để ép buộc nàng ấy, bây giờ ngươi còn mặt mũi nào mà nói như vậy? Vì sao ta không thể nói? Nhiếp Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, biểu hiện càng thêm khinh thường, là nữ tử Nhiếp gia, phải kính dâng tất cả vì lợi ích Nhiếp gia. Đây vốn là chuyện nàng ta phải làm, lại còn bắt lão phu phải sử dụng thủ đoạn. Riêng điểm này thôi đã là bất hiếu rồi. Nói nghe hay thật, Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, nói thẳng đi, ngươi còn bao nhiêu người giúp đỡ, ngươi mời hết một lượt đi. Ta giải quyết một lần duy nhất. Tam biểu tỷ, ngươi nghe chưa, tiểu tử này hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Nhiếp Vân Thiên hợp thời xúi dục, thêm mắm thêm muối cho nữ nhân Thủy Mị nghe, tất cả đều do hắn làm trò quỷ. Nhiếp Tiểu Lý cũng là do hắn xúi dục, cổ động mới làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo. Ngươi chỉ cần giải quyết hắn, những người khác căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Tiếp theo, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Tam biểu tỷ, ngươi mau bắt tiểu tử này đi, sau đó chữa thương cho ta. Những người khác, ta muốn đích thân dạy dỗ, để bọn chúng sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này, a. Ông ta còn chưa nói xong, cả người một lần nữa bay ra ngoài. Đúng là một tên ngớ ngẩn. Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng. Nhiếp Vân Thiên giống như quả bóng ra lăn thật xa ra ngoài mới ngừng lại được. Cả người không ổn, miệng khó khăn phun ra mấy chữ tam. Giúp ta, thù. Nữ nhân Thủy Mị cũng không ra tay, chỉ cười nhẹ nhìn Hạ Thiên. Ha ha, vị tiểu ca này, ngươi đúng là lợi hại, không biết ngươi tên gì. Người đã mấy chục tuổi mà vẫn còn nai tơ làm nũng, người có ác tâm phải không? Ninh Thụy Thần nghe xong, toàn thân nổi cả da gà. Chỉ là hắn ta vừa dứt lời, chỉ thấy nữ nhân Thủy Mị xuất hiện trước mặt hắn ta, móng tay dài nhọn đâm vào cổ họng của hắn ta. Bốp! Ninh Nhụy Nhụy ngăn trước người Ninh Thụy Thần, thản nhiên nói, người muốn làm gì? Miệng đứa nhỏ này thối quá, không cho hắn ta một bài học. Về sau hắn ta sẽ không biết làm sao tôn trọng người khác. Nữ nhân Thủy Mị hơi nheo mắt, cười khanh khách. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, miệng của hắn ta xác thực rất thối, dậy một chút cũng không sao, nhưng ngươi vừa ra tay đã muốn giết người, không khỏi quá đáng rồi. Quá đáng sao? Nữ nhân Thủy Mị nhìn không được cười to, như vậy mới gọi là quá đáng nè. Nói xong, móng tay của bà ta dài thêm vài tấc, giống như con dao sắc nhọn đâm vào mặt Ninh Nhụy Nhụy. Miệng còn nói, mặt đẹp như vậy để làm gì, chỉ bằng để ta giúp ngươi sửa lại. Tướng mạo là do cha mẹ ban cho, ngươi không có tư cách sửa lại. Ninh Nhụy Nhụy bắt lấy tay đối phương, đột nhiên dùng lực, ngược lại, ta thấy ngươi có chút cậy già lên mặt. Ngươi cho rằng chúng ta không dám đánh ngươi, đúng không? Hai tay nữ nhân Thủy Mị giống như cá trạch, từ trong tay Ninh Nhụy Nhụy trượt ra ngoài, rất nhanh cả người giống như sợi dây leo. Hai chân chậm rãi quất vào đầu Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy đứng im không nhúc nhích, ánh mắt thoáng ngưng lại, dùng chân, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ha ha, ngươi tiếp được rồi hãy nói. Tốc độ nữ nhân Thủy Mị đột nhiên tăng lên, nhưng lại đạp vào khoảng không, Ninh Nhụy Nhụy đã không còn ở chỗ cũ. Bốp, chân dài như roi, đánh vào trong không khí phát ra tiếng nổ kinh người. Mẹ kiếp, Ninh Thụy Thần không khỏi kinh hãi không thôi. Lực đạo này quá lớn, nếu bị đạp trúng, đoán chừng xương cốt toàn thân đều bị đá bể. Nữ nhân Thủy Mị cười nhẹ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, có chút giễu cợt, nếu ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cần chi phải tránh. Không phải ngươi sợ rồi sao? Tránh chỉ là không muốn ảnh hưởng đến người khác, Ninh Nhụy Nhụy không bị kích thích, lạnh nhạt nói. Nhiếp Tiểu Lý tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Ninh tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không sao. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, với trình độ đó của bà ta còn kém xa lắm. Thật sao, nữ nhân Thủy Mị dậm chân một cái đã đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, hai đùi một lần nữa giao thoa quét ngang, khiến cho gần đó phát ra âm thanh phá vỡ không khí. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không đón đỡ, vẫn né tránh như cũ. Nhưng khi nàng vừa tránh, nữ nhân Thủy Mị đã mỉm cười, hai tay chống đất, hai chân đánh ra một chữ mã thẳng tắp, eo vặn một cái. Hai chân lại như roi quét về phía Nhiếp Tiểu Lý. Thật ra, người mà bà ta muốn đối phó chính là Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý quả thật có chút ngoài ý muốn, dường như sợ đến choáng váng.
Ha ha, việc là do ngươi chọn, giết cũng xem như chấm dứt. Đùi nữ nhân tùy mị giống như có khí lực mấy vạn cân. Bà ta tin rằng, chỉ cần đá trúng Nhiếp Tiểu Lý, nàng sẽ không có khả năng sống sót. Về phần có đá trúng hay không, đây là chuyện hiển nhiên, không cần phải hoài nghi. Với khoảng cách gần như vậy, bà ta tin rằng trên thế giới này không ai có thể né được cú đá ngang của bà ta. Bành! Quả nhiên, một bóng người bị chân của bà ta trực tiếp đá trúng, sau đó cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bay vào khu rừng bên ngoài biệt thự. Sao? Nữ nhân Thùy Mị nghe được tiếng kêu thảm thiết, cảm giác có chút không đúng, liền cẩn thận phân biệt người bị đá bay, rõ ràng là Nhiếp Vân Thiên. Lần này thì ông ta chết thật sự rồi. Ninh Thụy Thần nhìn không được bật cười, lần này người đã bị ngươi xử lý. Việc này xem như xong. Là ngươi đánh cháo, gương mặt nữ nhân Thùy Mị hiện lên sự ngoài ý muốn, liếc nhìn một vòng, sau đó nói với Hạ Thiên, ngươi đã dùng thủ pháp gì? Di hình hoán ảnh, thay mận đổi đào, hay là thuật thế thân? Hạ Thiên lười biếng nói, thủ thuật gì cũng không có, là ngươi đá sai người thôi. Không thể nào. Nữ nhân Thùy Mị biết rất rõ bà ta tuyệt không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp này, xem ra, các ngươi đúng là người tu hành, cũng có thủ đoạn vượt xa bình thường. Ta thật sự xem thường các ngươi rồi. Bây giờ nói lời này còn có ý nghĩa gì? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ngươi nên nhìn rõ thực hư đi. Được rồi, nữ nhân Thùy Mị lắc đầu, có chút nhàm chán nói, người bị hại đều chết cả rồi, còn giày vò làm gì nữa? Ta không phải họ Nhiếp. Nhiếp gia thích thế nào thì thế đó, chẳng liên quan gì đến ta. Nhiếp Tiểu Lý hỏi, thế ngươi đến làm gì? Ta nhận ủy thác của người khác đến đưa thiệp mời. Nữ nhân Thùy Mị cười ha hả, quay sang nhìn Hạ Thiên, ngươi chính là Tiểu Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp, ta tên Hạ Thiên, không phải Tiểu Hạ Thiên. Ở trước mặt ta, ngươi chính là Tiểu Bối. Nữ nhân Thùy Mị nhìn chằm chằm Hạ Thiên cả nửa ngày, tiếp theo móc một phong thư mời từ trong ngực ra. Bắn tới, đây là đưa cho ngươi. Hạ Thiên không tiếp, Ninh Nhụy Nhụy đành đưa tay tiếp lấy thư mời. Đây là cái gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nữ nhân Thùy Mị nở nụ cười, ta nói rồi, là thư mời. Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp, là thư mời gì? Thư mời Đông Nam Tiên Hội. Nữ nhân Thùy Mị liếc mắt, các ngươi mở ra nhìn xem không phải sẽ biết sao. Hạ Thiên nhếch miệng, không hứng thú. Ngươi cứ xem hết rồi hãy nói cũng không muộn. Nữ nhân Thùy Mị mỉm cười, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi là người cấp trên điểm danh, nhất định phải tham gia. Cấp trên của ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy cau mày hỏi. Ta là người của Tề gia Phù Lương, cấp trên của ta tất nhiên là gia chủ Tề gia rồi. Nữ nhân Thùy Mị có chút lười biếng nói, ban đầu, cấp trên đang thương lượng khi nào thì gửi thư mời cho ngươi. Vừa lúc hôm qua Nhiếp Vân Thiên đến cầu cứu. Cấp trên nghe nói người đang ở Hoàng Sơn, cho nên phái ta đến đưa tin, thuận tiện điều đình một chút. Đông Nam Tiên Hội, là cái gì vậy? Ai chủ sự? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác trong này ắt có ẩn tình khác. Ai chủ sự? Điều này không tiện tiết lộ. Nữ nhân Thùy Mị lắc đầu, nghiêm túc nói, về phần làm gì, cái này có thể nói. Chính là để chỉnh hợp thế lực tu tiên giả địa khu Đông Nam, tương lai cùng nhau ứng đối bí cảnh thiên cung. Hạ Thiên vẫn không hứng thú như cũ, cái gì mà Đông Nam Tiên Hội, ta chẳng hứng thú. Thật không hứng thú sao? Nữ nhân Thùy Mị mỉm cười, ý vị thâm trường, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi không đi, một nữ nhân nào đó của ngươi nhất định phải chết. Ngươi muốn chết đúng không? Hạ Thiên nhìn nữ nhân kia, khó chịu nói. Đừng kích động, đây cũng không phải do ta nói. Nữ nhân Thùy Mị thấy Hạ Thiên thật sự tức giận. Lập tức khoát tay, ta chỉ thay mặt người khác thuật lại mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi, vậy thì ai nói? Là hội trưởng tân nhiệm Đông Nam Tiên Hội, người đó bảo ta nói như vậy. Nữ nhân Thùy Mị làm ra vẻ việc không liên quan đến mình, nếu các ngươi có tức giận, cũng đừng chút lên ta. Dù sao Phù Lương cũng cách nơi này không xa, người muốn đến đó cũng chỉ là chuyện của mấy phút mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý hơi nghi hoặc một chút, còn chưa lấy lại tinh thần. Từ đây đến Phù Lương, nếu lái xe cũng phải mất 2-3 tiếng. Tiểu Lý, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên không biết lái xe. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, nhỏ giọng nói, hơn nữa, hắn không cần thiết phải lái xe. Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
nàng vẫn luôn dùng mạch suy nghĩ của người bình thường để hỏi. Với thân pháp của Hạ Thiên, hắn muốn đến nơi nào, thật ra không cần đến phương tiện giao thông. Chuyện lo lắng duy nhất chính là không nói rõ phương hướng cụ thể, Hạ Thiên rất có thể sẽ bị mù đường. Được rồi, thư mời đã đưa, nơi này không còn chuyện gì của ta nữa. Cáo từ, nữ nhân tùy mị khoát tay, đứng dậy muốn rời đi. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ không thích, ai nói ngươi có thể đi. Thế nào, ngươi còn muốn giữ ta lại? Nữ nhân tùy mị cố ý làm ra vẻ phong tao, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, lại lợi hại, cũng không phải là không thể được. Ngươi nghĩ hay lắm, Hạ Thiên nhếch miệng, đừng đánh trống lãng nữa. Vừa rồi ngươi ra tay với tiểu muội chân dài và vợ tiếp viên hàng không, ngươi không làm chút chuyện gì đã muốn đi rồi sao? Ninh Thụy Thần chỉ vào mình, còn ta nữa. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến hắn ta. Nữ nhân tùy mị không khỏi có chút ngoài ý muốn, chớp mắt nói, ta chẳng qua chỉ đùa một chút, bọn họ chẳng phải cũng không có tổn thương gì sao? Vậy à, vậy ta đùa với ngươi một chút nhé. Hạ Thiên nói một câu. Nữ nhân tùy mị lập tức cả kinh, nhấc lên 12 phần tinh thần ứng đối, đột nhiên cả người bà ta bay lên. Điều kinh khủng là bà ta phát hiện mình hoàn toàn không phát ra âm thanh nào. Chỉ trong chớp mắt, nữ nhân này đã biến mất trước mắt mọi người. Rất nhiều người thậm chí còn không phát hiện Hạ Thiên ra tay từ lúc nào. Chỉ biết là mắt hoa lên, người đã không nhìn thấy tăm hơi. Còn Hạ Thiên vẫn đứng im tại chỗ, chưa hề động đậy. Ngươi xem qua cái này đi. Ninh Nhụy Nhụy đưa thư mời cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nàng xem là được rồi, xem hết thì nói với ta. Được thôi, Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười. Nàng biết Hạ Thiên đang làm kiêu, thật ra hắn đã đoán được ai đã gửi cho hắn. Thư mời được làm rất chuyên nghiệp, không còn là màu vàng đỏ thông thường mà là màu xanh trắng chiếm đa số, nhìn qua rất tươi mát và tao nhã. Trên mặt thư mời, góc trái trên cùng là một vầng trăng sáng, ánh trăng thanh bạch chiếu xuống mặt hồ. Mặt hồ có một chiếc thuyền con, còn có bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng trên mũi thuyền. Toàn thân nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, giống như một vầng trăng khác. Dưới góc phải có bốn chữ Đông Nam Tiên Hội và logo tương ứng. Tạm được, Ninh Thụy Thần cầm lấy, liếc qua một cái, tuy nhiên, tại sao trước đây ta chưa từng nghe qua Đông Nam Tiên Hội này? Ninh Nhụy Nhụy nhìn em họ của mình, không khỏi bó tay, trước kia, người có tin trên thế giới này có tu tiên giả hay không? Nhất định là không tin rồi. Ninh Thụy Thần đáp. Đã không tin, cho dù có tiên hội, người sẽ để ý sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Ninh Thụy Thần gãi đầu, điều này cũng đúng. Tỷ, người đừng trừng mắt với ta làm gì, hãy xem trong thư viết cái gì. Tránh sang một bên, điều này chẳng liên quan gì đến ngươi. Người có xem cũng vô dụng thôi. Ninh Nhụy Nhụy nháy mắt ra hiệu, qua hôm nay, người thành thật đi huấn luyện đi, đừng lẫn vào mấy chuyện này nữa. Cái này, được thôi. Ninh Thụy Thần không cam lòng nhưng cũng không dám làm trái ý Ninh Nhụy Nhụy, đành phải tránh sang một bên. Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng mở thư mời ra, vội vàng xem qua, sau đó nói với Hạ Thiên, Đông Nam Tiên Hội sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch ở Phù Lương. Từ đây đến lúc đó còn 7-8 ngày nữa, người dự định khi nào thì đi. Tiểu muội chân dài, tại sao nàng lại khẳng định là ta muốn đi? Hạ Thiên tùy ý hỏi. Đừng giả bộ nữa, Ninh Nhụy Nhụy nhìn hắn, nếu ta nhớ không lầm, cách đây không lâu, hình như cửu tỷ tỷ có đến Phù Lương tìm người thân thì phải. Đúng, nhưng làm sao nàng biết? Hạ Thiên gật đầu. Cách đây không lâu, ở Nam Cương, A Cửu quen một người tên là Tề Ngữ Thi. Dáng dấp có chút giống với nàng. Lúc đó, A Cửu đã hoài nghi nữ nhân này có quan hệ với nàng. Hai người bắt chuyện xong, A Cửu đã đồng ý lời mời đến Tề gia Phù Lương làm khách. Nhưng lúc đó A Cửu không hề đề cập đến chuyện Đông Nam Tiên Hội. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói, chúng ta có WeChat, có chuyện gì cũng có thể trao đổi với nhau mà. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ra, sau đó khó chịu nói, này, mọi người lập nhóm, sao không kéo ta vào? Ninh Nhụy Nhụy bó tay, nữ nhân lập nhóm, thêm một đại lão gia vào làm gì? Ta là chồng của bọn họ mà, vì sao ta không thể gia nhập? Hạ Thiên không hiểu. Mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy không thèm giải thích, cửu tỷ tỷ đã dùng phương thức này thông báo cho ngươi, nhất định là nàng ấy đang gặp phiền phức, cần ngươi hỗ trợ.
ngươi nên qua đó sớm một chút đi. Hạ Thiên lại không hiểu, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ nàng tuyệt không ghen sao? Ngươi có bệnh đúng không? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta ghen, ngươi cũng xen vào. Bây giờ ta không ghen, ngươi cũng muốn quản, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào? Hạ Thiên cười hì hì, nàng có muốn đi cùng hay không? Ta không đi đâu, Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, cục diện nơi này của tiểu lý vẫn còn rối rắm, ta muốn giúp nàng ấy xử lý. Còn nữa, ta phải về Quế Thành một chuyến, hỏi thăm Gia Gia một số chuyện. Chủ yếu là Nhiếp lão thái thái đã từng nhắc qua Gia Gia của nàng, còn nói Gia Gia của nàng huyết thủ độc tâm. Trong đó nhất định còn có ẩn tình. Nói thật, mặc dù Ninh Nhụy Nhụy sống nương tựa với Gia Gia của nàng, nhưng nàng hoàn toàn không biết chuyện gì của Gia Gia nàng khi còn trẻ. Vợ tiếp phiên hàng không, nàng có muốn đi cùng ta một chuyến hay không? Hạ Thiên nhìn Nhiếp tiểu lý. Nhiếp tiểu lý cười khổ, có chút bất đắc dĩ, như Ninh tỷ tỷ đã nói, cục diện nơi này quá rối rắm, khả năng ta phải mất thời gian rất lâu mới xử lý xong, không thể phân thân được. Những chuyện đó có gì mà không xử lý được? Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, ai ngu ngốc thì xử lý, ai là người một nhà thì giữ lại. Ninh Nhụy Nhụy đã thành thói quen đối với tư duy logic này của Hạ Thiên, nhưng mỗi lần nghe xong lại không nhịn được. Nếu chuyện nào trên thế giới cũng đơn giản giống như ngươi nói thì tốt quá rồi. Vốn rất đơn giản mà, tại mọi người nghĩ phức tạp thôi. Hạ Thiên nói, nhưng hắn cũng tôn trọng suy nghĩ nữ nhân của hắn. Tuy nhiên, Hạ Thiên vẫn ở lại giúp đỡ Nhiếp tiểu lý xử lý những chuyện thất loạn bát tao. Nói là xử lý, thật ra là quấn lấy Nhiếp tiểu lý và Ninh Nhụy Nhụy. Nhiếp Vân Thiên chết, những người dưới quyền ông ta giống như rắn mất đầu. Tất nhiên chẳng làm được việc gì, rất nhanh bị Nhiếp tiểu lý loại ra khỏi hạch tâm Nhiếp gia. Chỉ trong 5-6 ngày ngắn ngủi, từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp đều rực rỡ hẳn lên, bầu không khí u ám đầy tử khí trước kia đã bị quét sạch sành xanh. Việc đã định, Ninh Nhụy Nhụy cùng với Ninh Thụy Thần quay về Quế Thành. Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán, liền nói với Nhiếp tiểu lý một tiếng, sau đó hắn một mình đến Phù Lương, muốn xem Đông Nam Tiên hội rốt cuộc là thứ gì. Từ Đô Thị, huyện Phù Lương. Đây là một cổ thành có từ thời chiến quốc, đến năm Đại Đường Thiên Bảo, chính thức đổi tên thành Phù Lương. Lúc này, bên trên một trà lâu bằng trúc trên bờ sông, có một số người đang uống trà nói chuyện phiếm. Các ngươi có nghe gì không? Một nam nhân trung niên có cọng lông trên mặt nhấp một ngụm trà, sau đó nói, sự việc kia. Chuyện gì vậy? Rất nhanh có người lên tiếng hỏi. Nam nhân mặt lông lại hớp một ngụm trà. Nuốt nước trà xuống. Đúng vậy, có chuyện gì thế, người mau nói đi. Những người khác có chút không chờ đợi được, lên tiếng thúc giục. Hắc hắc, chính là chuyện của Tề gia. Nam nhân mặt lông vội ló đầu ra ngoài, sau đó rụt đầu trở lại, hạ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói Tề gia xảy ra chuyện lớn sao? Một nam nhân vạm vỡ bên cạnh khinh thường nói, Tề gia có thể có chuyện gì? Đây chính là đại gia tộc đứng nhất Phù Lương chúng ta. Gia đại nghiệp đại, khoái hoạt vô cùng. Ha ha, các ngươi quả nhiên không biết. Nam nhân mặt lông mỉm cười thần bí, nụ cười vô cùng hèn mọn, Tề lão thái gia bị tức chết rồi. Tề gia sắp sụp đổ. Đánh giám, ở đó có người họ Tề bỗng nhiên đứng dậy, mau thất trúc, người dám nói hưu nói vượn, người có tin ta đánh chết ngươi hay không? Nam nhân mặt lông khó chịu chừng người kia một chút, tức giận nói, người nổi điên gì với ta thế? Ta cũng không nói bậy, chị của ta làm bảo mẫu cho Tề gia, chị ấy nói với ta, tuyệt đối không sai. Hơn nữa, ta nói là chi chính Tề gia, ngươi chỉ là một nhánh, khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi cùng một tổ tông, cũng không thấy có ai chi chính mang ngươi đi hưởng phúc? Ngươi, hừ, ta không so đo với loại người như ngươi. Họ Tề kia bị mất mặt, oán hận bỏ đi. Cẩn thận ăn nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người cảm thấy không hứng thú, nhưng có người lại tràn đầy phấn khởi. Trên thế gian này xưa nay không thiếu người thích xem náo nhiệt. Các ngươi có biết Tam tiểu thư Tề gia không? Nam nhân mặt lông một chân gác lên ghế, nách kẹp đầu gối, nhếch miệng cười nói, chính là đệ nhất mỹ nữ Tề đô chúng ta đấy. Tam tiểu thư, ngươi nói là Tề Phán Nguyệt, diện mạo quá xấu, sao có thể là đệ nhất mỹ nữ được chứ? Có người đưa ra dị nghị. Nam nhân mặt lông liếc mắt, Tam tiểu thư trước kia tên Tề Vũ Thi,
20 năm trước đã bỏ trốn cùng người khác. À, là nàng ấy, có chút ấn tượng. Khoan đã, nàng ấy không phải chết rồi sao? Ta nhớ là bị Tề lão thái gia tự tay đánh chết. Đúng, thúc thúc ta năm đó còn tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ có quỷ? Quỷ thì không có, nam nhân mặt lông cười nói, có người đã dẫn con gái Tam tiểu thư về. Hơn nữa còn muốn tranh chức gia chủ Tề gia tân nhiệm. Đúng là buồn cười, nữ nhân mà cũng xứng làm gia chủ. Nam nhân mặt lông ném một hạt đậu phộng vào miệng, cười nói, ha ha, các ngươi đừng cười, nàng ấy chẳng những xứng mà còn thành. Chỉ là, hạt đậu phộng còn chưa bay vào miệng của hắn ta, một bóng người đột nhiên xuất hiện bắt lấy. Người kia mỉm cười nhìn nam nhân mặt lông, nữ nhân mà ngươi nói đang ở đâu? Ánh sáng chói chang chiếu xuống mặt hồ. Nhưng không phải hồ mà là một ngọn núi, hơn nữa thuộc về dư mạch Hoàng Sơn, là giao giới giữa hai tỉnh. Tổ trạch Phù Lương Tề gia nằm ngay dưới chân núi. Lúc này, A Cửu đang đứng trên tầng cao nhất của tổ trạch Tề gia, vừa uống trà vừa nhìn mây bay tới bay lui. A Cửu không nghĩ đến hành trình nhận thân này, chỉ trong thời gian mấy ngày đã phát sinh nhiều biến cố như vậy. Thật ra, trước khi đến Phù Lương, nàng đã kiểm tra DNA với Tề Ngữ Thi, trên cơ bản có thể xác định, mẹ của nàng chính xác là người của Tề gia, hơn nữa còn là chị em song sinh với Tề Ngữ Thi, tên là Tề Vũ Thi. Ban đầu, A Cửu chỉ muốn cùng với người dì này của mình đến Phù Lương xem qua nơi sinh sống của mẹ mình từ nhỏ mà thôi. Nàng vạn lần không nghĩ đến nàng lại trở thành gia chủ Tề gia. Dù sao, nàng cũng không phải họ Tề. Hơn nữa trước đó còn không có chút liên hệ nào với Tề gia. Tuy nhiên, trong thời gian mấy ngày qua, A Cửu cũng rõ ràng được một số chuyện. Khoảng hơn 30 năm trước, Tề Vũ Thi đến nơi khác học tập, kết quả gặp Từ Côn Luân từ tiểu tiên giới xuống. Hai người làm quen với nhau rồi yêu nhau, rất nhanh cùng tiến tới với nhau. Chẳng qua lúc đó Từ Côn Luân vẫn ôm tâm thái dạo chơi nhân gian, cho dù Tề Vũ Thi mang thai. Hắn ta cũng không có suy nghĩ thành gia lập nghiệp, một cặn bã nam 10 phần. Về sau, Tề Vũ Thi bụng mang dạ chửa trở về Tề gia, tất nhiên đều bị trên dưới Tề gia chán ghét mà vứt bỏ. Tề Vũ Thi yên lặng tiếp nhận hết thảy, sinh ra một đứa con gái, cũng chính là A Cửu. Đương nhiên, chuyện xấu này đã khiến Tề gia mất hết mặt mũi ở Phù Lương, lập tức sai người mang A Cửu vừa tròn tuổi ra ngoài. Sau khi Tề Vũ Thi biết được, không khỏi phát điên. Bị Tề gia nhốt trong kho củi hậu viện. Mãi cho đến 20 năm trước, Tề Vũ Thi bỗng nhiên biến mất khỏi kho củi, ai cũng không biết bà ấy đi đâu, cũng không biết sống hay chết. Nhưng nhiều loại lời đồn đã được truyền ra. Nói bà trốn đi cùng gian phu. Có người nói thật ra bà đã bị Tề lão thái gia tự tay giết chết. Càng có người nói thấy Tề Vũ Thi phát điên nhảy sông rồi. Chấm. Mỗi một loại thuyết pháp giống như có mắt có mũi truyền đi. Thậm chí còn có người nói mình tận mắt nhìn thấy. Tề gia không biết suy nghĩ gì, cũng chưa từng tiến hành qua bất kỳ hành động bác bỏ tin đồn nào, cũng không biểu thị thái độ gì, khiến cho lời đồn truyền đi càng lúc càng tà dị. Mấy năm gần đây, thậm chí còn có người nói, Tề Vũ Thi thật ra mang thai quỷ, sinh ra một con quỷ búp bê, sau đó bị Tề gia mời đạo sĩ đến phong ấn dưới hồ. Ban đầu, A Cửu cũng có ấn tượng không được tốt với Tề gia, nhưng sau khi nàng đến, trên dưới Tề gia đều rất hài hòa, hoàn toàn không giống như lời đồn mà nàng nghe được trên đường. Tề lão thái gia sắp 100 tuổi rồi, nhưng cơ thể còn rất tráng kiện. Sau khi biết được thân phận của A Cửu, ông cao hứng không thôi, trong ngày đã bày tiệc gọi tất cả tộc nhân đến, để A Cửu nhận tổ quy tông. Bất luận là chú bác cô gì hay là thân thích nào khác, tất cả đều cư xử rất thân thiết với A Cửu, hơn nữa còn phát ra từ chính nội tâm chứ không phải khách sáo ngoài mặt. Trong lòng A Cửu không khỏi nghi hoặc một chút. Tề Ngữ Thi vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cũng không chủ động giải thích cho A Cửu biết điều gì, để tự A Cửu cảm thụ, muốn biết cái gì thì tự mình đi tìm hiểu. Ở chưa được mấy ngày, A Cửu đã không còn quan tâm chân tướng sự việc như thế nào. Nàng cũng không phát hiện dấu vết mẹ của nàng bị tra tấn cả. Ngược lại, bên trong tổ trạch Tề gia, tất cả đồ vật của mẹ nàng đều được cất giữ rất tốt, một chút cho bụi cũng không có. Điều này cũng không phải lâm thời mà có, mà là hàng ngày đều có người đặc biệt đến quét dọn mới có thể duy trì sạch sẽ như vậy. Đã như vậy,
lời đồn Tề gia và Tề lão thái gia hại chết mẹ của nàng rất khả nghi. Không đợi A Cửu tìm được manh mối, Tề lão thái gia bỗng nhiên phát bệnh, cả người rơi vào giấc ngủ say quỷ dị. A Cửu nói thế nào cũng là đệ tử âm y môn. Mặc dù không học giỏi bằng y tiêu âm, nhưng so với các bác sĩ bình thường chỉ có hơn chứ không có kém. Nhờ nàng trị liệu, Tề lão thái gia rất nhanh tỉnh lại, xem như hữu kinh vô hiểm. Tề lão thái gia đã truyền chức gia chủ cho A Cửu, hơn nữa còn ngay trước mặt một đám con cháu. Điều kỳ lạ là không một ai đưa ra dị nghị, đều biểu thị tôn trọng ý của lão gia tử. Thế là, A Cửu trở thành gia chủ Tề gia một cách khó hiểu, cũng không kịp phản ứng. Ban đầu, A Cửu cũng cảm thấy bên trong chắc có âm mưu. Mấy ngày kế tiếp, thái độ người Tề gia đối với nàng vẫn nhiệt tình như cũ, không hề có chút thay đổi. Trừ phi trên dưới Tề gia mấy trăm người đều là cao thủ diễn xuất, bằng không, A Cửu tin rằng mình tuyệt đối có thể nắm được manh mối. Nhưng nàng không phát hiện được bất cứ manh mối nào. A Cửu không khỏi cảm thấy nàng đã quá khẩn trương. Nàng gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, bây giờ gặp được người bình thường, gia tộc bình thường, ngược lại không quen. Gia chủ này làm thế nào rồi? Không biết từ lúc nào, Tề Ngữ Thi cũng xuất hiện trên mái nhà, mỉm cười nhìn A Cửu. A Cửu có chút mờ mịt nói, còn chưa có cảm giác chân thực. Bình thường thôi, Tề Ngữ Thi ngồi đối diện A Cửu, rót cho mình một chén trà nóng, ta có thể giải thích nghi ngờ này cho ngươi. Vậy gì nói đi, A Cửu hỏi, mấy ngày nay, nàng thật sự giống như rơi vào mây mù. Tề Ngữ Thi mỉm cười, hai chân bắt chéo, mắt nhìn A Cửu, Tề gia cũng là đại tộc ngàn năm, tổ tiên thật ra cũng là tu tiên giả. Nhưng trong số hậu bối sau này lại không xuất hiện người có tư chất, cho nên tu tiên gì đó đã sớm hoang phế. A Cửu lặng lặng lắng nghe, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là gần trăm năm qua, đừng nói tu tiên, ngay cả luyện khí kỳ cũng không có. Tề Ngữ Thi nói, cho nên, lúc đó đã có tổ huấn, phàm là Tề gia xuất hiện một tu tiên giả, cho dù chỉ là luyện khí kỳ, có thể vô điều kiện tiếp nhận vị trí gia chủ, không phân nam nữ, không phân huyết mạch. Con dâu con rể, ai cũng được cả. Ồ, A Cửu giật mình, thì ra là có chuyện như vậy. Đương nhiên, Tề gia trầm luân quá nhiều năm, nhưng vẫn muốn phục hưng. Tề Ngữ Thi đưa mắt nhìn đám mây thỉnh thoảng biến hình phía xa, muốn phục hưng, cũng không thể chỉ bám vào một khuôn mẫu. Huyết mạch, họ khác, truyền nam không truyền nữ, tất cả đều là cặn bã, tuyệt không có lợi cho sự trưởng thành của gia tộc, tất nhiên phải vứt bỏ hết thảy. Thì ra là thế, A Cửu gật đầu, nàng đã từng gặp qua quá nhiều đại tộc thế gia, bởi vì bảo thủ mà diệt vong. Tề Ngữ Thi mỉm cười, thật ra, vốn nên kế thừa vị trí gia chủ là mẹ của ngươi. Ánh mắt A Cửu ngưng lại, nói như vậy là sao? Bởi vì mẹ của ngươi năm đó chính là người duy nhất đột phá luyện khí kỳ của Tề gia. Tề Ngữ Thi cười nhạt, dường như đang nhớ lại chuyện của năm đó, ta cũng là dưới sự dẫn đạo của tỷ ấy mới có sự tiến bộ nho nhỏ. Thế bà ấy, A Cửu vừa định hỏi cái gì, lời đến miệng, bỗng nhiên không biết làm sao để mở miệng. Tề Ngữ Thi đoán được nàng muốn hỏi cái gì, liền nói, người muốn hỏi về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Đúng, nhưng trước đó gì không hề có ý định nói với ta tất nhiên cũng không tiện hỏi. A Cửu lạnh nhạt nói. Có một số việc cần ngươi quan sát và cảm nhận, khi đó ngươi mới tin tưởng được. Tề Ngữ Thi cười khẽ, lại thở dài, bây giờ ngươi đã có đáp án bước đầu, cho nên nói cho ngươi biết cũng không sao. A Cửu không khỏi thúc giục, vậy gì nói mau đi. Tề Ngữ Thi nhấp một ngụm trà, nói như vậy, tỷ tỷ của ta cũng chính là mẹ ruột ngươi là người chỉ biết có tình yêu, ngươi hẳn hiểu ý này chứ. Đương nhiên, A Cửu gật đầu. Cho nên... Cái gì gia chủ, cái gì tu tiên, cái gì đại cục, tất cả đều không khiến tỷ ấy hứng thú. Khóe miệng Tề Ngữ Thi nhếch lên, hiển nhiên cảm thấy chuyện năm đó rất thú vị, lần nào nhắc đến cũng cảm thấy buồn cười, lão gia tử giới thiệu rất nhiều chỗ tốt, thậm chí muốn giao hết toàn bộ tài sản cho tỷ ấy, thiếu chút nữa quỳ xuống, nhưng cũng không thể giữ tỷ ấy lại. A, à, cái này, A Cửu vạn lần không nghĩ đến điều này. Ý cười nơi khóe miệng Tề Ngữ Thi giống như điểm đen trên giấy, thoáng chốc lớn hơn, tỷ ấy muốn rời khỏi Tề gia, rời khỏi Phù Lương đến một thành thị lớn, sau đó tìm được một đại suất ca rất đẹp trai, yêu nhau, kết hôn sinh con, sống cuộc sống đơn giản,
vui vẻ qua ngày qua tháng, ai khuyên cũng vô dụng. Cho dù ai nói cái gì, tỷ ấy cũng chuẩn bị hành lý rời khỏi nhà ra ngoài. A Cửu không hiểu, vì sao dì lại không làm gia chủ. Khi đó dì cũng là luyện khí kỳ rồi mà. Cũng đúng, Tề Ngữ thì im lặng 2 giây, sau đó nói, khi đó, ta tham gia một nhóm fan hâm mộ theo đuổi thần tượng, hoàn toàn không có hứng thú với việc tu tiên, chỉ muốn theo thần tượng của ta đến chân trời góc biển. Nói đến, ta còn điên cuồng hơn mấy nữ sinh bây giờ. A Cửu. Được rồi, không hổ là bào thai song sinh. Một người chỉ biết yêu đương, một người chỉ biết theo đuổi thần tượng, cũng đều vì sở thích riêng của mình mà vứt bỏ tất cả. Lúc đó, dì theo đuổi minh tinh nào thế? A Cửu đột nhiên hỏi đến một vấn đề, chẳng lẽ là tứ đại thiên vương? Không phải, Tề Ngữ thì mỉm cười, cũng không cảm thấy thẹn thùng, ta thích nhất chính là Trương Chí Lâm. Lúc đó, ta theo đuổi đến phát điên. Gần đây, ta nhìn thấy anh ấy trong một tiết mục trên TV, vẫn đẹp trai như ngày nào. Cũng may, cuộc sống không bạc đãi fan hâm mộ như ta, cũng xem như lâu ngày gặp lại. A Cửu một lần nữa. Có thể nói ta không đáng tin cậy bằng tỷ tỷ của mình. Tề Ngữ thì cười khẽ, bỏ qua chủ đề này, chuyện của tỷ ấy và Từ Côn Luân, ta không biết rõ lắm. Khi đó thông tin không tiện, ta cũng chỉ liên lạc với tỷ ấy mấy lần. Dù sao, tỷ ấy nói mình gặp được chân mệnh thiên tử, hơn nữa vừa thấy đã yêu. Về sau. Rất lâu rồi cũng không nghe thấy tin tức. Khi gặp lại, chị ấy đã vác cái bụng lớn về nhà. A Cửu biết, chuyện kế tiếp chính là điểm quan trọng nhất, cũng là chỗ xuất phát nhiều lời đồn kỳ quái nhất. Sau khi trở về, mặc dù cha mẹ cũng rất tức giận, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô dụng. Tề Ngữ thì lạnh nhạt nói, cũng không cảm thấy đây là sự việc gì lớn, hơn nữa, cha ta còn phát hiện tu vi của chị ấy đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Mơ hồ còn có dấu hiệu kim đan, ngược lại mừng rỡ như điên, ý cũng rất rõ ràng, nếu chị ấy đã muốn làm gia chủ, vậy thì sau khi sinh đứa con ra, sẽ cố gắng bồi dưỡng nó, xem như có thể trấn hưng Tề gia. Nói đến đây, Tề Ngữ thì quay sang nhìn A Cửu, cho nên, vị trí gia chủ này vốn là của ngươi. Không có việc gì là không có khởi đầu. A Cửu hoàn toàn không coi trọng vị trí gia chủ, chỉ là việc mà nàng muốn biết vẫn mơ hồ như cũ. Vậy ta, biến mất như thế nào? Điều này khó mà nói, ta cũng không thể xác định. Tề Ngữ thì lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc, lúc đó, người được bảo mẫu trong nhà ôm đi, nhưng tại sao bà ấy lại làm như thế, đến nay vẫn không có đầu mối. Lẽ ra bà ấy họ Tề, nhận được đãi ngộ của Tề gia khá hậu hĩnh, bản thân cũng có một trai một gái, không có lý do làm loạn chuyện này. A Cửu cũng không thể nào hiểu được. Ngươi nói bà ấy có phải vì tiền không? Tề Ngữ thì thuận miệng phỏng đoán, bà ấy cơm áo không lo, gia cảnh cũng khá giả. Nhìn lại, chồng và con cái của bà ấy vẫn sống rất tốt như cũ. Trừ phi bà ấy dùng số tiền của mình kiếm được ăn chơi đàng điếm bên ngoài. A Cửu suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù loại người này không phải không có, nhưng cũng rất hiếm thấy. Tề Ngữ thì nghi hoặc nói, sau đó, Tề gia báo cảnh sát. Tất cả tin tức về bảo mẫu đó đều bị khóa, thẻ ngân hàng cũng bị phong, nhưng bà ấy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có dấu hiệu nào còn sống. Vậy thì không phải vì tiền rồi. A Cửu thản nhiên nói, ta lớn lên ở Sương Nguyệt Đảo, do môn chủ Âm Y Môn nuôi lớn. Tề Ngữ thì nghe xong, ánh mắt hơi ngưng lại, vậy môn chủ của các ngươi hẳn phải biết chuyện gì đó mới đúng. Cũng có thể, nếu có thời gian, ta sẽ tìm ông ấy để hỏi. A Cửu hiểu ý trong lời nói của Tề Ngữ Thi, nhưng bây giờ môn chủ Âm Y Môn đã theo huyền âm tộc đến tiểu tiên giới, muốn tìm ông ấy cũng không phải việc khó. Tề Ngữ Thi cũng không thúc giục A Cửu, chuyện liên lụy bên trong nhất định không ít, đã nhiều năm nhẫn nhịn, đến lúc này cũng không cần thiết nôn nóng nhất thời. Nếu xử lý không tốt, ngược lại sẽ rất phức tạp. Vậy mẹ của ta rốt cuộc còn sống hay chết? A Cửu dừng lại vài giây, nhịn không được hỏi tiếp. Hay là giống trong lời đồn, vô duyên vô cớ biến mất, hoặc bỏ trốn với người khác. Tin đồn bỏ trốn, ta cũng đã nghe thấy, chỉ có thể nói con người quá nhàm chán, vẫn ôm lấy ác ý. Để xóa bỏ sự nhàm chán đó, bọn họ đã đưa ra một số lời đồn buồn nôn. Gương mặt xinh đẹp của Tề Ngữ thì hiện lên sự chán ghét. Tiếp theo, bà khẽ thở dài, thật ra, mặc dù chuyện này cũng là một bí ẩn,
nhưng tốt xấu gì cũng có dấu hiệu, hơn nữa chúng ta cũng có đối tượng hoài nghi. Dì nói rõ hơn đi. A Cửu tập trung tinh thần, yên lặng nhìn Tề Ngữ Thi. Sự việc xảy ra mấy năm sau khi ngươi mất tích, Tề Ngữ Thi cảm giác có chút khô miệng, hớp một ngụm trà, trầm ngâm nói, khi đó, phương pháp gì Tề gia cũng đã thử qua, chẳng những không tìm được ngươi, mà còn không có chút tin tức nào. Tỷ tỷ tìm bên ngoài một thời gian ngắn cũng quay về. Tuy nhiên, tỷ ấy lại im lặng không nói những gì mà mình đã trải qua, chỉ nói với lão gia tử, tỷ ấy muốn tổ chức một thịnh hội, lấy danh nghĩa lão gia tử phát thiệp mời cho mọi người. Chẳng lẽ đây chính là Đông Nam Tiên Hội? A Cửu nghi hoặc hỏi, bà ấy tổ chức hội này để làm gì? Tề Ngữ Thi lắc đầu tiếc nuối, bắt đầu suy đoán, tỷ ấy nói là muốn chấn hưng Tề gia, thuận tiện tạo thành một vòng sinh thái tu tiên, cho nên, tỷ ấy quyết định tập trung thế lực tu tiên địa khu Đông Nam để ứng đối nguy cơ to lớn trong tương lai. Nguy cơ to lớn trong tương lai? A Cửu cau mày, không khỏi kinh nghi, âm thầm suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ khi đó mẹ của nàng đã biết đến sự tồn tại của liên minh tu tiên? Hẳn không phải đâu. Chấn hưng Tề gia là chuyện mà lão gia tử vẫn luôn tha thiết ước mơ, đương nhiên sẽ không từ chối. Tề Ngữ Thi tất nhiên không biết A Cửu đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói tiếp, cho nên, lão gia tử đã hạ thư mời khắp nơi, mời tất cả thế lực tu tiên địa khu Đông Nam, không thiếu một ai. A Cửu gật đầu, bọn họ đều đến hết đúng không? Không. Gương mặt Tề Ngữ Thi hiện lên sự trào phúng, những người đó khá tự cao, muốn mời bọn họ, nhất định phải nhỏ ra một chút máu. Cho nên, A Cửu truy vấn. Tề Ngữ Thi thản nhiên nói, cho nên, lão gia tử đã đưa bảo vật ra truyền ra, xem như phần thưởng của tiên hội. Chỉ cần có người có năng lực thì có thể đạt được. Bảo vật ra truyền, A Cửu sửng sốt, đó là cái gì? Một quyển cổ thư, nghe nói là tiên tổ Tề gia có được từ tiên nhân. Là bí tạ tu tiên trong truyền thuyết. Tề Ngữ Thi mỉm cười, có chút lơ đễnh, ai cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng người của giới tu tiên đều đã nghe nói qua. A Cửu đã đoán được tình huống tiếp theo, sau đó, những người kia đến thật sao? Đương nhiên, Tề Ngữ Thi nhếch miệng, nở nụ cười thản nhiên, cái gọi là giới tu tiên trên trái đất chính là chỉ những người muốn tu tiên nhưng không có đường. Tề gia có một tu tiên giả trúc cơ kỳ đỉnh phong vốn đã khiến bọn họ chú ý. Rất dễ dàng liên tưởng đến quyển bí tạ của Tề gia, cho nên, bất luận thật giả, bọn họ đều muốn đạt được quyển cổ thư kia. Về sau đã xảy ra chuyện gì? A Cửu đoán chừng chính là chuyện của Đông Nam Tiên Hội. Quả nhiên, Tề Ngữ Thi đã nói đến điểm mấu chốt, về sau, trong ngày Tết Trung Thu, có khoảng mười mấy thế lực tổng cộng hơn 30 người tham gia tiên hội. Tỷ tỷ dường như cảm thấy hứng thú với những thế lực này, trò chuyện với từng nhà rất lâu. Tuy nhiên, trong đêm đó, tỷ tỷ đã mất tích không hề có dấu hiệu nào. Đúng là không có dấu hiệu nào. A Cửu biểu thị sự hoài nghi của mình. Một việc phát sinh tuyệt đối không thể không có chút dấu vết, hoặc là không để ý đến hoặc bị người ta hủy hoại. Ít nhất chúng ta không phát hiện được có chỗ nào không đúng. Tề Ngữ Thi suy nghĩ một chút, thoáng chỉnh sửa lại lý do thoái thác, có thể nói như vậy, trước đó có chút manh mối, chính là tỷ tỷ đều trò chuyện với bọn họ. Mặc dù thời gian đều rất dài, nhưng có ba thế lực là dài nhất. A Cửu vội vàng hỏi, là ba nhà nào? Một là đại tộc Lâm gia ở Phù Lương. Đây là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, tuy nhiên chỉ là không quen nhìn nhau mà thôi, cũng chưa từng ma sát đổ máu lần nào. Tề Ngữ Thi vừa nhớ lại vừa giải thích cho A Cửu nghe, hai là Tả gia xuất thân Tuyết Sơn Phái ở Nam Cương, ba là Chu gia Thiên Hải Thị. A Cửu hỏi, các người hoài nghi ba nhà này dở trò quỷ. Chỉ có thể hoài nghi như vậy. Mấy năm qua, nhà của chúng ta cũng đã tiến hành điều tra. Tề Ngữ Thi than nhẹ, giọng nói không thiếu cảm khái, đáng tiếc cũng không có gì tiến triển. A Cửu bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì, dì bái Hồ lão thái thái làm mẹ nuôi chính là muốn mượn gió đông điều tra Tả gia. Có thể nói như vậy. Tề Ngữ Thi gật đầu, ta cảm thấy Tả gia Nam Cương có hiểm nghi lớn nhất. Muốn điều tra bọn họ, nếu không có cái cớ thích hợp. Trên cơ bản ngay cả Dược Vương Cốc cũng không thể vào. Hai nhà còn lại cũng không điều tra được manh mối sao? A Cửu lại hỏi. Tề Ngữ Thi lắc đầu, ta vốn không biết làm sao để điều tra. Tóm lại không có manh mối gì. Điều này đúng, A Cửu hoàn toàn đồng ý với câu nói này, người biết, chỉ cần nhìn một chút là biết tiền căn hậu quả.
người không biết, cho dù đặt manh mối trước mặt cũng không nhìn ra. Ha ha, người đang mắng người gì này không biết đúng không? Tề Ngữ thì mắng. A Cửu hơi ngương, ta không có ý này. Có cũng không sao, đây là sự thật. Tề Ngữ thì thản nhiên nói, về sau, chúng ta đã tìm đến thám tử chuyên nghiệp nhưng cũng không có thu hoạch. Ta biết một người, nếu hắn ra tay, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm được manh mối. Ánh mắt A Cửu sáng lên, đột nhiên nhớ đến Hạ Thiên. Mặc dù A Cửu rất khó chịu với việc con hàng này ngày nào cũng tự xưng mình là người thông minh nhất thiên hạ, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận. Xác thực không có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt của hắn. Là ai? Tề Ngữ thì hơi thẳng người, lập tức nghĩ đến một người, người nói là Hạ Thiên, là chồng của ngươi đúng không? Hắn không phải chồng của ta. Sắc mặt A Cửu hơi đỏ lên, bắt đầu phủ nhận. Tề Ngữ thì cười nhạt. Cái gì mà bà chưa thấy qua, tất nhiên hiểu được tâm tư của A Cửu, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng thôi, e rằng đó là sự thật. Ngươi và mẹ của ngươi là nhất mạch tương thừa. Nói đến đây, bà bỗng ngẩn người, ánh mắt vô thức di chuyển xuống bụng A Cửu, ngươi sẽ không mang thai đó chứ? Không có, A Cửu lập tức đứng lên, vỗ bụng của mình, tức giận giải thích, ta không mang thai, dì nhìn đi, binh. Được, ta sai rồi. Ngươi đừng nóng. Tề Ngữ thì khoát tay, tuy nhiên, thanh niên các ngươi va chạm nhau, cũng nên có những biện pháp. Trừ phi ngươi đã chuẩn bị xong tư tưởng làm mẹ. Mặt A Cửu lại càng đỏ hơn, nhưng không có cách nào phủ nhận sự thật với Hạ Thiên, đành phải nói, thì cứ xem là bạn trai của ta đi, nhưng sinh con cho hắn. Nghĩ hay lắm. Ta thì làm sao, ta rất tốt mà. Lúc này, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên bên tai A Cửu, Cửu nha đâu. Nàng muốn sinh con cho ta. Ngươi, A Cửu không kịp chuẩn bị, không khỏi sợ hãi, vội vàng lui lại mấy bước nhìn Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, ngươi đến từ lúc nào vậy? Không phải, nhanh như vậy mà ngươi đã đến đây sao? Cũng không phải, ngươi dọa ta đấy. Hạ Thiên mỉm cười, ta vừa đến thì nghe nói nàng muốn sinh con cho ta. Lỗ tai ngươi có bệnh à? Ta nói chính là không muốn. A Cửu hung hăng trừng Hạ Thiên, ngươi bớt đánh chủ ý đó đi. Ta không cho phép ngươi làm loạn, có nghe hay không? Nàng quả thật hơi sợ Hạ Thiên thật sự có ý định này, sau đó để nàng mang bầu. Trước mắt, nàng không có ý định làm mẹ. Cửu nha đầu, nàng không cần lo lắng, ta không làm loạn đâu. Lần nào ta cũng rất nghiêm túc, Hạ Thiên cười nói, chừng nào nàng suy nghĩ thông suốt thì nói với ta. A Cửu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bất mãn nói, trước khi ngươi đến sao không gọi điện thoại? Đột nhiên đến như vậy, ngươi thoải mái lắm sao? Hạ Thiên gật đầu, rất thoải mái. A Cửu tức giận lườm hắn một cái, lại hỏi, thế nào, ngươi đã xử lý xong chuyện bên phía vợ mới chưa? Cửu nha đầu, nếu nàng nhớ ta, nàng có thể nói thẳng. Hạ Thiên cười nói, không cần thiết phải đánh trống lãng sang chuyện khác. Ai nhớ ngươi? Gương mặt A Cửu hiện lên sự ghét bỏ, ngươi đừng có tự mình đa tình. Hạ Thiên rất tự nhiên ôm lấy A Cửu ngồi trên đùi hắn, còn mình thì ngồi trên ghế, nếu nàng không nhớ ta, tại sao lại ghen tuông chứ? Ghen tuông cái gì? A Cửu không hề có chút mâu thuẫn, chỉ là ngoài miệng vẫn phủ nhận như cũ, ta không ghen tuông gì với ngươi đâu, ngươi tìm nữ nhân nào, làm chuyện gì chẳng liên quan đến ta. Ta ghen, này, ngươi an phận một chút đi. Có người ở đây đấy. Hạ Thiên mỉm cười nói, không sao, bà ấy cũng không phải người ngoài. Cút, A Cửu đánh một quyền vào ngực Hạ Thiên, sau đó đứng dậy lấy một cái ghế ngồi đối diện, người đừng động tay động chân nữa, chúng ta đang nói chuyện chính sự. Tề Ngữ thì nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn hai người Hạ Thiên liếc mắt đưa tình, thức thời nói, không vội, các người cứ bày tỏ nỗi lòng của mình đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện chính sự. Chúng ta không có, ngươi làm gì vậy? A Cửu còn đang định nói tiếp, người đã bị Hạ Thiên bế lên, buông ta xuống. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải gấp rút muốn làm chuyện đó, mà chỉ tìm một gian phòng riêng tư thổ lộ nỗi nhớ với A Cửu mà thôi. Không sai, chỉ là như vậy, chỉ thế thôi. Một ngày trôi qua rất nhanh, khi trời chiều ngã về phía tây, A Cửu và Hạ Thiên đã xuất hiện trên bàn ăn. Gương mặt Tề Ngữ thì hiện lên sự mập mờ, nhìn A Cửu thần thái sáng láng, cười mà không nói.
A Cửu cảm nhận được ánh mắt khác thường của Tề Ngữ Thi, da mặt lập tức đỏ lên, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, xem như chuyện gì cũng không xảy ra. Hạ Thiên ngược lại vẫn thản nhiên ăn cơm. Lão gia tử biết Hạ Thiên đến, bảo ngươi dẫn người đến gặp ông một lát. Tề Ngữ Thi nhìn thấy mặt A Cửu đỏ như mặt trời, lúc này mới cười nói. A Cửu sửng sốt một lát, sau đó gật đầu, được, ta biết rồi. Lão đầu nhi kia chưa chết sao? Hạ Thiên ung dung nói, bên ngoài đang đồn Tề lão thái gia bị A Cửu làm cho tức chết. Đừng nói mò, A Cửu chừng Hạ Thiên, ông ngoại còn sống rất tốt. Tề Ngữ Thi cũng không để ý đến lời nói này, chỉ thuận miệng hỏi, ngươi nghe ai nói? Trong một quán trà dưới chân núi, do mấy tên ngớ ngẩn nói. Hạ Thiên lơ đễnh đáp. Quán trà ven hồ, người tới người lui, ngược lại là nơi nói chuyện tốt. Biểu hiện Tề Ngữ Thi khá lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến những lời đồn đó, hiển nhiên đã thành thói quen. Lúc này, A Cửu nói với Hạ Thiên, sức khỏe của ông ngoại không tốt, hôm qua đột nhiên té xỉu, cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Là vì tuổi già, Hạ Thiên trong nháy mắt hiểu được A Cửu nói là có ý gì cũng không tính là bệnh. Sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện thường, lão gia tử cũng sắp đến ngày, chúng ta nên nghĩ thoáng. Tề Ngữ Thi gật đầu, nhưng ông còn có một số tâm sự vẫn còn chưa được giải, khả năng còn cần Hạ Thiên ngươi giúp đỡ. Hạ Thiên thản nhiên nói, chỉ cần A Cửu mở miệng, muốn ông ấy sống thêm 10 năm, 20 năm cũng không thành vấn đề. Vậy xin đa tạ rồi. Mặc dù ý của Tề Ngữ Thi không phải ý này nhưng bà cũng khá cao hứng đối với việc ngoài ý muốn đó. A Cửu quay sang nhìn Hạ Thiên, ta đích thật có chuyện cần tìm ngươi hỗ trợ. Cửu nha đầu, nàng nói chuyện với ta còn cần khách sáo như vậy sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Có thể không khách sáo nhưng không thể không tôn trọng, cho nên, ta hỏi thì vẫn phải hỏi. A Cửu yên lặng nhìn Hạ Thiên, sóng mắt lưu chuyển, làm ra vẻ nghiêm túc. Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, Cửu nha đầu, có chuyện gì cần hỗ trợ thì nàng nói thẳng đi. Chuyện đầu tiên, vừa rồi ngươi đã đồng ý, cũng không cần nói lại. A Cửu bỏ qua lời mở đầu, chuyện thứ hai, ta muốn nhờ ngươi giúp ta điều tra chỗ ở của mẹ ta. Sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn A Cửu, đưa tay chỉ vào Tề Ngữ Thi, bà ấy không phải mẹ nàng sao? Tề Ngữ Thi nghe xong, nhịn không được liền bật cười, ta thật ra không ngại, cũng rất muốn có được đứa con gái như A Cửu. Dì ấy và mẹ ta là chị em song sinh. A Cửu thấy Hạ Thiên hơi lỗ mãng, lập tức giải thích, mẹ ta đã mất tích 20 năm trước, đến bây giờ cũng không biết tung tích, không biết còn sống hay chết nữa. Lúc này, Hạ Thiên nghiêm túc đánh giá Tề Ngữ Thi, một lúc lâu sau mới nói, đúng là có chút khác nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Ngươi thì có thể nhìn ra cái gì? A Cửu tức giận nói, chúng ta đã thử DNA, ngươi không cảm thấy ánh mắt của mình chuẩn hơn thiết bị y học chứ? Đương nhiên rồi, Hạ Thiên nói, mắt của ta là công cụ chuẩn xác nhất trên thế giới này. A Cửu liếc mắt nói, vừa rồi ngươi còn nhìn lầm nữa mà, thừa nhận thiếu sót của mình khó như vậy sao? Ta là nam nhân hoàn mỹ vô khuyết, không có gì là thiếu sót cả. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Được, A Cửu lắc đầu, trực tiếp bỏ qua đề tài này, chúng ta nói đến chuyện thứ ba, chính là liên quan đến Đông Nam Tiên Hội. Điều này là trọng điểm, liên quan đến việc phát triển của chúng ta sau này. Hạ Thiên hờ hững hỏi, điều này có liên quan gì đến chúng ta chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. A Cửu nhẹ nhàng gõ bàn một cái, gây sự chú ý của Hạ Thiên, sau đó nhấn mạnh, người có thể thờ ơ nhưng chúng ta thì không thể không chuẩn bị. Nếu không, chúng ta làm sao mà đối mặt với nguy cơ to lớn có khả năng xuất hiện về sau chứ? Hình như ta đã nghe qua lời này ở đâu rồi. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra sự nghi ngờ. A Cửu cũng cảm thấy kỳ quái, ta chưa từng nói với ngươi mà. Buổi sáng, trên mái nhà, ta, Tề Ngữ Thi mỉm cười, đưa tay chỉ trần nhà, ta đã nói với ngươi lời này. A Cửu trong nháy mắt hiểu ra, trừng mắt với Hạ Thiên, khi đó ngươi đã nghe trộm. Không có, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không có nghe trộm. Cửu nha đầu, nàng không được phụ oan cho ta. Hừ, A Cửu cau mũi với Hạ Thiên một cái. Cũng không tiếp tục truy cứu. Hạ Thiên thản nhiên nói, Cửu nha đầu, thật ra nàng có thể nói thẳng, không cần phải cong cong quẹo quẹo như vậy. Nàng cũng muốn chuẩn bị sớm,
để sau này nghênh chiến liên minh tu tiên, đúng không? Đúng, A Cửu cũng không phủ nhận. Nếu đã bị vạch trần, nàng không cần thiết phải che giấu, mặc dù chúng ta còn chưa chân chính chứng kiến sự lợi hại của liên minh tu tiên, nhưng cũng biết người ở đó đều có tu vi độ kiếp kỳ. Bất kỳ người nào đến cũng đủ phá hủy trái đất. Hạ Thiên gật đầu, lập tức đưa ra một vấn đề mấu chốt, Cửu nha đầu, nàng có nghĩ đến, cho dù nàng tổ chức tiên hội như thế này cũng không tăng lên được bao nhiêu thực lực. Đối mặt với liên minh tu tiên, bọn họ không giúp được gì cả. Giúp được hay không là một chuyện, nhưng nhất định bọn họ phải có năng lực bảo vệ mình. Ở phương diện này, A Cửu ngược lại thừa hưởng lý niệm của Y Tiêu Âm, không thể bởi vì bọn họ nhỏ yếu mà bỏ mặc sinh tử của bọn họ. Hạ Thiên lười biếng nói, trên trái đất nhiều người như vậy, Cửu nha đầu, nàng quản được sao? Có thể quản được bao nhiêu thì quản. Đông Nam Tiên Hội chính là một thử nghiệm. A Cửu thành thật nói, hơn nữa, chúng ta không thể không làm gì. Có thể làm thì chúng ta cũng đã làm rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta song tu nhiều hơn, tu vi của chúng ta sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần ta luyện thành đệ bát châm nghịch thiên, đến lúc đó ta chẳng sợ gì liên minh tu tiên cả. A Cửu nghe xong, không khỏi trừng mắt, thế có cần ta tổ chức một buổi tuyển chọn toàn cầu, chọn ra tất cả đại mỹ nữ tuyệt thế thích hợp với ngươi. Chẳng cần quan tâm mấy trăm vạn hay mấy ngàn vạn, mỗi ngày đều song tu với ngươi, xem có thể giúp ngươi đột phá hay không. Ý kiến hay, ánh mắt Hạ Thiên sáng lên. Hay cái đầu ngươi đấy. A Cửu tức giận đánh Hạ Thiên một cái, ngươi thật không sợ bị mài thành châm sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, không thể nào, ta chỉ càng ngày càng mạnh thôi. Ngươi đừng chém gió nữa. A Cửu tức giận nói, chúng ta nói chuyện thực tế đi. Ta không ảnh hưởng ngươi đi tìm vợ khác, thế nào, ngươi cho rằng hàng ngày ta đều rảnh rỗi chờ ngươi đến sủng hạnh sao? Cho dù ngươi là hoàng đế, cũng không có phi tử rảnh rỗi như vậy. Cửu nha đầu, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên cải chính, nàng mới là hoàng đế, là nữ đế của tiểu tiên giới, không phải sao? Đủ rồi, A Cửu đưa tay chỉ Hạ Thiên, ngươi lại đùa giỡn nữa rồi. Ngươi có tin ta cắn ngươi hay không? Hạ Thiên thản nhiên nói, Cửu nha đầu, nàng muốn làm gì thì làm đi, không cần giải thích với ta. Nếu cần ta hỗ trợ, nàng cũng có thể lên tiếng bất cứ lúc nào. Nói thì nói vậy thôi. A Cửu cũng không muốn tiếp tục đề tài này, hơn nữa Hạ Thiên cũng không hứng thú nghe tiếp. Đông Nam Tiên Hội lần này, ngươi giúp ta điều tra thêm chân tướng mẹ ta mất tích năm đó, thuận tiện chọn ra người thích hợp đưa đến tiểu tiên giới bồi dưỡng một chút. Trong tương lai, nói thế nào đó cũng là một sự trợ lực. Được, Hạ Thiên cũng không có ý kiến đối với vấn đề này. Tề Ngữ Thi ở bên cạnh, vừa ăn vừa lắng nghe. Mặc dù bà có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi. Gì có cái gì cần nói thì cứ việc nói. A Cửu nhìn ra được Tề Ngữ Thi có điều không hiểu, liền chủ động hỏi thăm. Tề Ngữ Thi suy nghĩ từ ngữ một chút, sau đó nói, nam nhân kia có phải đến từ tiểu tiên giới hay không? Là ai? A Cửu sửng sốt, sau đó kịp phản ứng. Người mà Tề Ngữ Thi hỏi hẳn là từ Côn Luân. Nàng gật đầu, đúng vậy. Tề Ngữ Thi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này, lão quản gia bỗng nhiên bước đến gần Tề Ngữ Thi, có chút muốn nói rồi lại thôi. Lâm Thúc, người có chuyện gì thì cứ nói đi. Tề Ngữ Thi chỉ vào A Cửu, còn nữa, người cứ trực tiếp báo cáo cho tân gia chủ cũng được. A Cửu thản nhiên khoát tay, tùy ý đi. Ngươi không cần phải câu nệ như vậy. Vâng, lão quản gia vô thức nhìn A Cửu một chút, sau đó nói, hồi gia chủ, bên ngoài có người nói là cha ruột của người, bảo người ra ngoài đón ông ấy. Lông mày A Cửu không khỏi cau lại, từ Côn Luân đến. Ông ta đến để làm gì? Tề Ngữ Thi nghe được cái tên này, sắc mặt không khỏi thay đổi, nếu đã đến, vậy thì chúng ta ra ngoài nghênh đón. Dù sao người đến cũng là khách. Được. Để ta xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì. A Cửu chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài cùng với Tề Ngữ Thi. Bên ngoài tổ trạch Tề gia đúng là có hai người đến. Một là nam nhân trung niên dáng người trắng kiện, khá anh tuấn. Người còn lại là thiếu nữ áo trắng mỹ mạo dịu dàng. Tại sao lại chậm như vậy? Nam nhân anh tuấn hiển nhiên là từ Côn Luân. Biểu hiện của ông ta có vẻ không được kiên nhẫn, cho dù không nhận ta là cha ruột. Nhưng dù gì cũng là khách. Bây giờ cũng không tránh khỏi có chút quá đáng. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, từ thúc thúc, chúng ta vừa mới đến,
thời gian chờ người làm truyền lời sẽ hơi lâu. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ một lát. Trong lòng Từ Côn Luân khó mà kềm chế sự tức giận, trước giờ toàn là người khác chờ ta. Nếu nó không phải con gái của ta, ta đã sớm. Ông đã sớm thế nào? Lúc này, A Cửu chậm rãi từ trong viện bước ra, từ xa đã nghe Từ Côn Luân phàn nàn. Chẳng thế nào cả, ta có thể thế nào chứ, khẳng định chờ tiếp chứ sao? Từ Côn Luân nhìn thấy A Cửu từ xa, mỉm cười nói, Tú Nhi, bây giờ con mới đến sao? Cha của con đã chờ ở bên ngoài nửa ngày rồi. A Cửu hơi tức giận nói, bớt làm bộ ở đây đi. Ông cũng chỉ chờ có mấy phút thôi mà. Cửu tỷ tỷ, chúng ta thật ra cũng mới tới thôi. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói với A Cửu. A, vợ Tiêm Tiêm, sao nàng lại đến đây? Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ áo trắng, tại sao nàng không nói trước với ta một tiếng? Ban đầu, Bạch Tiêm Tiêm vốn hơi kinh ngạc một chút. Nhưng sau khi nghe được là giọng của Hạ Thiên, nàng cảm thấy thả lỏng, có chút kinh hỉ Thiên ca ca. Có phải nàng nhớ ta hay không? Cho nên nàng mới cố ý đến tìm ta. Hạ Thiên cười hỏi. Ta thật sự không biết ngươi ở đây mà. Bạch Tiêm Tiêm không biết nói dối, là Cửu tỷ tỷ gửi tin nhờ ta đến hỗ trợ. Này, Hạ Thiên, lão tử cũng đang ở đây, ngươi làm như không thấy ta vậy. Từ Côn Luân trừng mắt, giọng điệu không vui, nói thế nào ta cũng là cha vợ của ngươi, ngươi tôn trọng ta một chút được không? Hạ Thiên nhìn cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói, ngươi bất tùy tiện đi. Ngươi đến hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Cũng đúng, ta đến là để thăm con gái bảo bối của ta. Có ngươi hay không cũng thế thôi. Từ Côn Luân cười hắc hắc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn thấy Tề Ngữ Thi sau lưng A Cửu, ngươi là... Lúc này A Cửu đã lấy lại tinh thần, lập tức giới thiệu, đây là dì út của ta, cũng là em gái sinh đôi của mẹ ta, tên Tề Ngữ Thi, ngữ của ngôn ngữ. A, ta có nghe nàng ấy nhắc qua, chỉ là ta chưa từng gặp mặt. Từ Côn Luân cũng không thất lễ, mỉm cười nói, bây giờ gặp mặt, quả nhiên mỹ mạo không khác chút nào. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tề Ngữ Thi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, đúng thật là hạnh ngộ. Này. Ông không được suy nghĩ loạn thất bát tao đâu đấy. Lúc này, A Cửu cảm nhận được trên người Từ Côn Luân tản ra khí tức cùng loại với Hạ Thiên, lập tức cảnh cáo ông đừng quên ông có thân phận gì nhé. Từ Côn Luân mỉm cười, thản nhiên nói, dung mạo của nàng ấy có điểm giống Tiểu Thi, nhìn nhiều hai mắt cũng bình thường, hoàn toàn không có ý gì khác. Cha của con là người trung trinh, không bao giờ yêu hai người. Đánh giám, A Cửu hiển nhiên không tin. Không tin cũng được, Từ Côn Luân cũng không muốn dây dưa vấn đề này. Tề Ngữ Thi thản nhiên nói, mọi người vào trong đi, có chuyện gì thì đến phòng khách nói chuyện. Một nhóm năm người bước vào phòng khách, Tề Ngữ Thi đích thân đi pha một ấm trà ngon, rót cho mỗi người một tách, sau đó ngồi ngay ngắn một bên, thản nhiên nhìn mọi người. Cửu nha đầu, nàng gọi vợ Tiêm Tiêm đến để làm gì thế? Hạ Thiên vốn muốn một tay ôm một người. Đáng tiếc A Cửu không cho hắn cơ hội này, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện. Da mặt Bạch Tiêm Tiêm quá mỏng, không tiếp nhận được hành vi thân mật như vậy, cho nên chỉ ngồi bên cạnh hắn. A Cửu nói, chính là vì Đông Nam Tiên Hội, bây giờ tiểu tiên giới đã chỉnh đốn không sai biệt lắm, hơn nữa còn trống rất nhiều chỗ, là thời điểm bổ sung một số người tu hành. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Từ Côn Luân cải chính, bây giờ nó đã được đổi tên thành Thiên Giới. Không quan trọng, Cửu nha đầu thích gọi thế nào thì gọi như thế đấy. Hạ Thiên khinh thường nói. Được thôi, tùy các ngươi, dù sao mọi chuyện cũng do các ngươi định đoạt. Từ Côn Luân nói. Chỉ là xưng hô thôi mà, gọi tiểu tiên giới quen thuộc hơn. A Cửu thuận miệng giải thích, cũng không để chút chuyện nhỏ này trong lòng, tiếp tục nói, Đông Nam Tiên Hội nhất định phải tìm mấy hạt giống tốt, sau đó chậm rãi bồi dưỡng, kiểm tra xem hình thức này có thể đại quy mô mở rộng hay không. Chúng ta phải làm thí nghiệm trước, một mình ta nhất định là không kham nổi, cho nên ta mới gọi Tiêm Tiêm đến giúp ta. Điều này cũng bình thường thôi, trước kia tiểu tiên giới cũng có quy củ đề bạt tu tiên giả hạ giới chậm tiến, chỉ là không hình thành chế định. Từ Côn Luân ở bên cạnh bổ sung, trước kia có một số ghế đệ tử tông môn bị trống chỗ, cho nên mới phái người xuống lựa chọn hạt giống tốt. Cơ chế này quá vụng về mà lại không có hiệu suất.
Tề Ngữ thì thản nhiên nói, điều này có liên quan đến việc người của tiểu tiên giới từ trước đến nay luôn xem thường người trái đất. Có thể nói như vậy, Từ Côn Luân có chút ngoài ý muốn nhìn Tề Ngữ Thi, nhưng cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận, từ trước đến nay, tiểu tiên giới luôn tự cao tự đại, tự cho mình là tiên nhân, đương nhiên xem thường người bình thường, cho dù trước kia bọn họ cũng là người bình thường. Sự việc trước kia không cần phải nói, bây giờ quy củ là do chúng ta định. A Cửu khoát tay, sau đó nói đến trọng điểm, ta và Y tỷ, Nhụy Nhụy, làm y nhân, còn có Tô Bối Bối đã thương lượng qua, đã có được phương thức bước đầu. Đến lúc đó cứ chiếu theo mà làm là được. Hạ Thiên sững sờ, các nàng thương lượng từ lúc nào mà sao ta không biết. Đương nhiên là thảo luận trong nhóm rồi. A Cửu nhìn Hạ Thiên, ngươi cũng đừng hỏi vì sao trong nhóm không có ngươi. Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân rồi chứ. Hạ Thiên nhếch miệng. Có chút khó chịu, các nàng liên hợp lại lánh xa chồng của mình, đúng không? Cho dù thế cũng không kéo ngươi vào. A Cửu hừ lạnh, thái độ vô cùng kiên định. Lúc này, Hạ Thiên không khỏi quay sang nhìn Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiên, nàng có phải cũng trong nhóm đó đúng không? Bạch Tiêm Tiêm gật đầu. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, A Cửu đã lập tức chặn đầu, ngươi đừng hòng moi được lời gì từ Tiêm Tiêm. Nàng cái gì cũng không biết. Cũng sẽ không kéo ngươi vào nhóm. Không vào thì không vào. Dù sao các nàng suy nghĩ chuyện gì, ta đều biết hết. Hạ Thiên thật ra cũng chẳng hứng thú với những câu chuyện bí mật của mấy bà vợ, chỉ là hắn cho rằng mình bị bài xích, có chút không vui mà thôi. Từ Côn Luân xen vào, được rồi, chúng ta nên nói đến chuyện Đông Nam Tiên Hội đi. Ta từ xa đến đây một chuyến cũng không phải để nhìn các ngươi liếc mắt đưa tình. Ngươi không muốn nghe thì có thể không nghe. Chẳng ai ép buộc ngươi cả. Hạ Thiên khó chịu nói lại một câu. Tú Nhi, con nói một chút đi, tham gia Đông Nam Tiên Hội lần này có những ai? Từ Côn Luân không nhìn Hạ Thiên, trực tiếp hỏi A Cửu. Mấy ngày nay, A Cửu đích thật cũng không rảnh. Nàng đã tiến hành nghiên cứu thế lực tu tiên địa khu Đông Nam. Ở địa khu Đông Nam, thế lực tu tiên tối thiểu có trên 100 nhà, nhưng đa số chỉ treo cái tên tu tiên, hoàn toàn không liên quan quá nhiều đến tu tiên. Chân chính có truyền thừa, cũng có đệ tử môn nhân tu tiên cũng chỉ có 30 nhà. 30 nhà cũng không ít, Từ Côn Luân nói, năm đó, cũng bởi vì linh khí tan rã, môn phái tu tiên càng lúc càng ít. Cho nên, các động thiên phúc địa lớn mới tập trung lại, tạo ra tiểu tiên giới. Cho dù khi ta ở hạ giới, thế lực tu tiên cả nước cũng chỉ có 100 nhà mà thôi. Mấy năm gần đây, linh khí đích thật đã có hiện tượng khôi phục. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ngươi đừng ngắt lời được không, để Cửu Nha đầu nói xong đã. Ngươi, Từ Côn Luân vừa định phát tác, lại nghĩ đến bản thân đánh không lại Hạ Thiên, đành phải tạm thời chịu đựng, được, ai bảo ngươi là người phát ngôn của thiên giới chứ. Tiên hội lần trước được cử hành ở Phú Lương, tổng cộng có 17 nhà tham gia. A Cửu dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà cho trơn cổ họng, sau đó nói, lần này... Ta cho người phát thiệp mời cho 30 nhà lúc trước đã từng mời. Trước mắt, tỏ thái độ sẽ đến tham gia chỉ có 11 nhà. Từ Côn Luân lên tiếng lần nữa, đoán chừng cấp bậc lễ nghĩa không chu đáo, hoặc lực hấp dẫn của tiên hội không đủ. Nói xong, ông bỗng nhiên lấy từ trong ngực ra một cái hồ lô, giơ lên với A Cửu, ta có mang đến một số đồ tốt, xem như phần thưởng tiên hội, ủng hộ tiên hội lần này của con. Đừng đưa mấy thứ rách nát này ra. Mất mặt lắm. Hạ Thiên lười biếng nói. Cái gì gọi là rách nát chứ? Từ Côn Luân khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đây chính là trúc cơ đan chính tông đấy, là khi ta đi du lịch thế giới, ta đã thu thập linh khí địa mạch mà luyện thành. A Cửu ngược lại có chút ngoài ý muốn, ông còn biết luyện đan. Đương nhiên là biết, Từ Côn Luân có chút kiêu ngạo nói, cha của con đa tài đa nghệ vô cùng. Đây chỉ là một góc của băng sơn, bằng không. Tại sao mẹ con lại coi trọng ta chứ? Đừng chém gió nữa, Hạ Thiên nhếch miệng, đan dược mà ngươi luyện, dược tính không thuần, cách hồ lô cũng có thể đoán được là thứ phẩm. Từ Côn Luân cực kỳ khó chịu, khiêu chiến với Hạ Thiên, ngươi bước lên đi. Nếu ngươi có thể luyện ra được đan dược tốt hơn, ta trực tiếp quỳ xuống gọi ngươi một tiếng cha. Ta không có đứa con ngu xuẩn như ngươi, Hạ Thiên khinh bỉ đáp lại. Tiểu tử, ngươi đúng là muốn ăn đòn. Từ Côn Luân không khỏi giận dữ, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, đừng tưởng rằng ngươi là con rể của ta sẽ không đánh ngươi.
Hạ Thiên hời hợt nói, nếu ngươi không phải cha của cửu nha đầu, ngươi đã sớm bị ta đánh gục ở tiểu tiên giới rồi. Tốt, bây giờ chúng ta đánh một trận đi. Từ Côn Luân nổi nóng, không khỏi bùng nổ lên. Đủ rồi, A Cửu tức đến mức đầu như muốn nứt ra, nếu còn ồn ào nữa, hai người cút ra ngoài, đừng đến gặp ta nữa. Ha ha, ta và Hạ Thiên chỉ đùa một chút thôi mà. Từ Côn Luân sửng sốt, lập tức phá lên cười, Tú Nhi, con đứng là không biết đùa gì cả, tại sao lại nghiêm túc như thế? Nói xong, ông ta lại quay sang Hạ Thiên, đúng không, Hạ Thiên, con rể tốt của ta. Ngươi cũng không phải nói đùa, ngươi muốn đánh thật. Hạ Thiên thản nhiên nói, hơn nữa, ngươi nhất định cũng sẽ bị đánh, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta. Từ Côn Luân lại bốc máu nóng, nhưng đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của A Cửu, ông ta chậm rãi ngồi xuống, ta không làm loạn với ngươi nữa, ta đến giúp Tú Nhi, không thèm quan tâm tên khốn ngươi đâu. Ta không có gọi ông đến hỗ trợ, A Cửu lắc đầu, ta chỉ hẹn Tiêm Tiêm mà thôi, còn ông thì tự động đến. Không sao, dù sao ta cũng đã đến. Từ Côn Luân cười ha hả, nói với A Cửu, con nói tiếp đi, con muốn ta làm gì? A Cửu cẩn thận suy nghĩ lại, hiện tại tiên hội còn chưa bắt đầu, đích thật còn chưa có chuyện để làm, nàng đành phải nói, có một số thế lực tu tiên nhận được thư mời, nhưng thái độ mập mờ không rõ. Nếu không, ông đến đó thúc giục đi. Không thành vấn đề, con nói thẳng từng nhà một. Từ Côn Luân giang tay ra với A Cửu, con đưa danh sách cho ta, ta sẽ thúc toàn bộ một lần, xem ai không dám đến. A Cửu không khỏi thở dài, nhìn điệu bộ này của ông ta, không phải thúc giục mà là uy hiếp. Gần đây có một nhà lên tiếng từ chối thẳng, Tề Ngữ Thi lên tiếng, gia chủ của bọn họ rất chướng mắt Tề gia chúng ta, cũng không có ý định nể mặt A Cửu. Là nhà ai mà to gan như vậy, dám từ chối lời mời của con gái ta. Bây giờ ta đi phế cả nhà của người đó. Từ Côn Luân khó chịu nói. A Cửu hơi đau đầu, tại sao ông lại giống như Hạ Thiên như vậy, động một chút là sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cửu nha đầu, nàng nói không đúng rồi. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, từ trước đến nay ta là người thích nói đạo lý, thích nhất là lấy lý phục người. Ta đánh người là có nguyên nhân. Đúng, Từ Côn Luân cảm thấy logic này chẳng có gì sai, người kia dám từ chối con, ta đánh cả nhà của ông ta có vấn đề gì chứ? A Cửu thản nhiên nói, được rồi, nói với các ngươi chẳng thông gì cả. Tóm lại, tuyệt đối không được dùng vũ lực, ông có biết hay không? Ta hiểu rồi, Từ Côn Luân gật đầu, từ xưa đến nay ta không lạm dụng vũ lực. Nếu ta nói không được phép dùng vũ lực thì sao? A Cửu trợn mắt nhìn hai người, ông có nghe hay không? Nghe, đương nhiên nghe rồi. Từ Côn Luân có chút không phục, nhưng cho dù không dùng vũ lực, ta cũng có thể bắt bọn họ nghe theo sắp xếp của ta. Hạ Thiên ngược lại không cảm thấy quan trọng, cửu nha đầu, nàng đừng tin ông ta. Ông ta nhất định đang lừa nàng đấy. Ngươi cũng giống như vậy mà. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, được rồi, để tự ta đến đó một chuyến. Không cần, con là nữ đế tiểu tiên giới, sao có thể tùy tiện xuất mã được. Từ Côn Luân bất mãn khuyên, như vậy chẳng phải nói cấp bậc tiểu tiên giới ta quá thấp sao. Một gia tộc rách nát như vậy còn chưa có mặt mũi lớn đến thế. Tề Ngữ thì thấy thái độ Từ Côn Luân khác thường, không nhịn được liền nhắc nhở, Lâm gia cũng không phải bình thường. Tổ tiên đều là những nhân vật lợi hại, khả năng có liên quan đến việc tỷ tỷ bị mất tích 20 năm trước. Cho nên, vẫn cẩn thận thì hơn. Lúc này, Từ Côn Luân bỗng nhiên đứng dậy, còn có việc này sao? Để ta đích thân đi hỏi gia chủ Lâm gia, nếu ông ta dám nói láo. Ta đánh nổ đầu của ông ta. Những gì ta nói vừa nãy, ông quên rồi sao? A Cửu ngẩng đầu, gương mặt hiện lên sự không thích. Được, ta sẽ lấy lý phục người, tuyệt không ra tay. Từ Côn Luân khoát tay, nói với A Cửu, nếu gia chủ Lâm gia có liên quan đến vụ mất tích của tiểu thi năm đó, ta nhất định không thể không để ý đến. Lát nữa ta sẽ đi gặp gia chủ Lâm gia. Nói xong, ông ta liền bước ra ngoài. Khoan đã. A Cửu vừa định gọi lại ông ta, người đã không thấy đâu, không khỏi bó tay, tính cách lỗ mãng như vậy, vì sao mẹ ta lại coi trọng ông ta nhỉ? Tề Ngữ Thi mỉm cười, có thể là vì đẹp trai. Đẹp trai thôi thì làm được gì? Đẹp trai có thể no bụng sao? A Cửu khịt mũi coi thường, khi còn trẻ, mẹ ta thiếu suy nghĩ như vậy sao?
Hạ Thiên có cảm giác lời này như nhằm vào hắn, nhịn không được liền phản đối, cửu nha đầu, đẹp trai đương nhiên là hữu dụng rồi, cũng có thể no bụng. Không phải nàng cũng mê xuất khí của ta sao? Ngươi cứ ở chỗ này mơ mộng đi, ta đi theo để nhìn xem. A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, sau đó đứng lên, ngươi ở lại đây, đừng đi theo làm loạn thêm. Hạ Thiên mỉm cười nói, ta xưa nay không quấy rối ai cả. Tất cả đều do đám ngu ngốc kia tự tìm. Tiêm Tiêm, ngươi ở đây canh chừng hắn nhé. A Cửu quá rõ ràng tính nết của Hạ Thiên. Nếu hắn đi, bảo đảm Tề gia sẽ bị diệt một cách khó hiểu, tuyệt đối không được để cho hắn làm loạn. Bạch Tiêm Tiêm gật đầu, được. Rất nhanh, A Cửu cùng với Tề Ngữ Thi rời đi. Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm ngồi lại phòng khách uống trà, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vợ Tiêm Tiêm, lâu rồi không gặp, nàng ngày càng đẹp hơn đấy. Hạ Thiên khen một câu. Bạch Tiêm Tiêm đỏ mặt, Thiên ca ca, ngươi khen ta cũng vô dụng thôi. Cửu tỷ tỷ đã nói không cho ngươi đi đâu. Không đi thì không đi, dù sao bọn họ rất nhanh sẽ quay về. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khinh thường nói. Sao, Bạch Tiêm Tiêm cảm giác trong lời nói của Hạ Thiên có ẩn ý, Thiên ca ca, vì sao ngươi lại nói như vậy? Chẳng lẽ Lâm gia không chịu nổi một kích sao? Không phải vấn đề này. Hạ Thiên hờ hững nói, hơn nữa, người mà bọn họ muốn tìm cũng không có ở trong nhà. Bạch Tiêm Tiêm lại hỏi, Thiên ca ca, chẳng lẽ ngươi đã đến Lâm gia? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có đến Lâm gia. Vậy tại sao ngươi nói người đó không có ở nhà? Bạch Tiêm Tiêm khó hiểu hỏi. Bởi vì người đó đang ở đây. Hạ Thiên cười đáp. Bạch Tiêm Tiêm vốn có chút nghi hoặc, bỗng cảm thấy không đúng, lập tức lông mày cau lại, vung tay một cái, trực tiếp phóng vào một góc nào đó trong gian phòng. Bốp! Một tiếng vang rền giòn nhẹ, chỉ thấy một bóng người mơ hồ phóng nhanh đến cửa, rất nhanh đã không thấy đâu. Muốn trốn, Bạch Tiêm Tiêm đứng lên, mũi chân điểm một cái, cơ thể trong nháy mắt vọt hơn mấy trượng, đuổi theo thân ảnh kia. Bạch Tiêm Tiêm đuổi một hồi, từ biệt thự đuổi tới bên hồ. Mắt thấy một bóng người muốn nhảy xuống nước, tay áo bắn nhanh đến, thuận thế quơ đến, phong bế đường lui của người này. Bóng người kia đành phải vặn người thay đổi hướng, trong tay sáng lên một luồng hàn mang bắn đến trước mặt Bạch Tiêm Tiêm. Ánh mắt Bạch Tiêm Tiêm ngưng lại, khám phá ra ý đồ của đối phương, tay áo lưu chuyển, thân hình chớp động, hai bên phối hợp khiến bóng người kia lập tức luống cuống trận cước. Bành! Thừa dịp đối phương đang choáng váng. Bạch Tiêm Tiêm đánh thêm một chưởng, đánh ngã người này xuống đất. Người kia kêu lên một tiếng sợ hãi, rốt cuộc lộ ra chân thân, không nghĩ đến chỉ là một đứa bé gái 12-13 tuổi. Ồ, Bạch Tiêm Tiêm không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại chui vào nhà Cửu tỷ tỷ? Cô bé kia hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Đừng tưởng rằng không trả lời thì không sao nhé. Bạch Tiêm Tiêm lạnh giọng nói, cái này để Thiên ca ca hỏi ngươi. Hạ Thiên hợp thời xuất hiện, nói với Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiêm, mấy thứ ngu ngốc này không cần hỏi đâu. Thiên ca ca, vừa rồi người này nghe lén chúng ta nói chuyện, nhất định có ý đồ khác. Chúng ta không hỏi thêm một chút sao? Bạch Tiêm Tiêm có chút không hiểu. Yên tâm đi, vừa rồi nó chẳng nghe thấy gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười trả lời. Khi cô bé kia nhìn thấy Hạ Thiên, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là cứu binh Tề gia mời đến? Cứu binh, Bạch Tiêm Tiêm nghe được cái từ này, lại càng nhận thấy tình thế không đơn giản. Bất luận là người hay thế lực, chỉ có trong nguy cơ rất lớn mới cần cứu binh. Người này cho rằng Tề gia cần cứu binh, nàng có thể khẳng định Tề gia đang đối mặt với nguy cơ như thế nào? Cô bé thấy mình lỡ lời. Lập tức im lặng không nói thêm lời nào nữa, gương mặt cũng hiện lên vẻ đạm mạc. Bắt con bé về, chờ Cửu tỷ tỷ quay lại rồi mới thẩm vấn. Bạch Tiêm Tiêm đưa tay, dùng hai đoạn tay áo trói cô bé kia lại. Đương nhiên cũng không trói chặt, nhưng cũng không để cô bé trốn thoát. Bạch Tiêm Tiêm và Hạ Thiên mang đứa bé gái quay lại Tề gia, quả nhiên nhìn thấy đám người A Cửu. Mọi người đi đâu vậy? A Cửu có chút kỳ quái hỏi, Tiêm Tiêm. Không phải ta bảo ngươi canh chừng hắn rồi sao? À, vừa rồi Thiên ca ca phát hiện có người tiềm ẩn trong phòng khách nghe lén chúng ta nói chuyện. Bạch Tiêm Tiêm đẩy đứa bé gái lên đằng trước, nói với A Cửu, chính là cô bé này.
A Cửu nhìn thấy cô bé, không khỏi nghi hoặc, là nàng. Tề Ngữ Thi nhìn kỹ, không khỏi lên tiếng, nàng ta rất có thể là gia chủ đương thời Lâm gia, Lâm Phái Thu. Nhưng con bé nhìn cũng chỉ mới 13, mà đã là gia chủ. A Cửu kinh ngạc không hiểu. Ban đầu, nàng cảm thấy một nữ nhân khác họ làm gia chủ Tề gia đã đủ đặc biệt rồi, nghĩ không ra còn có trường hợp đặc biệt hơn. Rất nhanh nàng phát hiện có chút không đúng, không khỏi hỏi, gì không nói sai chứ? Trước đó, dì có nói mẹ ta đã từng nói chuyện với gia chủ Lâm gia 20 năm trước. Nhưng lúc đó cô bé này còn chưa ra đời mà. Cửu nha đầu, nàng đừng bị diện mạo của nàng ta lừa gạt. Hạ Thiên cười nói, tối thiểu nàng ta cũng đã 90 rồi đấy. Tề Ngữ Thi trở nên nghiêm túc, ta đã sớm nghe nói Lâm gia có công pháp quỷ dị có thể phản lão hoàn đồng. Ta còn tưởng đó là lời đồn, bây giờ xem ra là có thật. Trường Xuân Công, Từ Côn Luân lên tiếng, cũng không tính là quỷ dị, cũng là công pháp Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong. Tuy nhiên, Thiên Sơn Phái đã sớm bị tiêu diệt, tàn quân cũng bị Vạn Lung Động Thiên Tiểu Tiên Giới hấp thu, không nghĩ đến nhân gian vẫn còn sót lại truyền thừa. Cô bé kia nghe Từ Côn Luân nói, không khỏi sững sờ, ngươi là ai? Tại sao lại biết Phiếu Miểu Phong? Về sau không cho phép gọi là Phiêu Miểu Phong nữa. Hạ Thiên nghe qua hai chữ Phiếu Miểu, cảm thấy có chút khó chịu, chỉ có Phiếu Miểu Tiên Môn mới xứng với hai chữ Phiếu Miểu. Phiếu Miểu Tiên Môn, chưa từng nghe nói qua. Lâm Phái Thu không khỏi bật cười, nếu đã bị ngươi khám phá ra thân phận, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy các ngươi. Chỉ là các ngươi đừng nên liên lụy những người ở Lâm gia, không liên quan đến bọn họ. A Cửu không khỏi cười lạnh, ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao? Muốn không liên lụy người khác, vậy cũng được, ngươi ít nhất phải lấy ra vật có giá trị. Ta không có gì để nói cả. Lâm Phái Thu vẫn mạnh miệng như cũ, không có ý định tiết lộ bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng, tại sao ngươi lại lén lút chui vào Tề gia chứ? Tề Ngữ Thi lạnh lùng nhìn Lâm Phái Thu. Lạnh giọng nói, hai nhà chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Bao nhiêu năm vẫn bình an vô sự, người bỗng nhiên phá vỡ cục diện này, dù thế nào cũng không phải người đột nhiên có đam mê nghe lén chứ. Lâm Phái Thu cười lạnh không thôi, Tề gia các ngươi dở trò mà không cho ta đến tìm hiểu tình huống. Dở trò, Tề Ngữ Thi và A Cửu nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu, chúng ta dở trò từ khi nào? Mà dở trò gì? Lâm Phái Thu nhìn Tề Ngữ Thi và A Cửu, nét khinh bỉ trong mắt lại càng đậm, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận. Hừ, ta đã nhìn thấu các ngươi rồi. Đầu óc của ngươi nhất định là có bệnh. A Cửu cảm thấy nữ nhân này sống quá lâu, đầu óc đã bị rỉ sét, chúng ta vừa đến Lâm gia, không có một ai ở nhà cả. Nhà các ngươi bị diệt môn sao? Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? Lâm Phái Thu tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn lưỡi. Tức giận nói, sắp đến Trung Thu rồi, người nhà của ta chỉ đi thăm người thân thôi. Tề Ngữ Thi một lần nữa quát hỏi, vậy tại sao ngươi không đi thăm người thân, ngươi đến Tề gia để làm gì? Bối phận của ta lớn nhất Lâm gia. Lâm Phái Thu khinh thường nói, tất cả tiểu bối Lâm gia đều phải đến thăm ta vào ngày Trung Thu. Đây chính là lý do ngươi từ chối lời mời của ta. A Cửu cau mày, thản nhiên hỏi. Lâm Phái Thu lạnh giọng nói. 20 năm trước, Tề gia các ngươi đã làm qua một lần, tại sao còn chưa tiếp thu được bài học thế? Bài học gì? Tề Ngữ Thi không hiểu. Còn giả ngu, Lâm Phái Thu biết Tề Ngữ Thi đang bẫy nàng ta, nhưng nàng ta cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, cha của ngươi Tề Thanh Nham, còn có tỷ tỷ của ngươi Tề Vũ Thi vì thế mà bỏ mình đấy. Tề Ngữ Thi nghe xong, không khỏi mỉm cười, ai nói cho ngươi biết bọn họ chết rồi? Bọn họ không chết sao? Lâm Phái Thu sững người, có chút kinh ngạc, nhất định là chết rồi. Nếu không, vì sao bọn họ 20 năm qua vẫn chưa từng lộ diện? A Cửu thản nhiên nói, không lộ diện thì là chết sao? Cho dù không chết, cũng khẳng định xảy ra chuyện. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng không lộ diện. Lâm Phái Thu kiên định với suy đoán của mình. Hiểu rồi, Tề Ngữ Thi mỉm cười, khám phá được mục đích thật sự Lâm Phái Thu đến Tề gia. Người đến chính là muốn tìm hiểu cha và tỷ của ta còn sống hay không, đúng không? A Cửu trong nháy mắt hiểu được ý trong lời nói của Tề Ngữ Thi, lạnh lùng nhìn Lâm Phái Thu, người quả nhiên biết được một chút. Ta không biết gì cả, cái gì cũng không biết.
Lâm Phái Thu biết mình lỡ lời, không khỏi lắc đầu phủ nhận, vừa rồi ta cũng không hề nói gì. A Cửu cũng lười lãng phí thời gian, liền nói với Hạ Thiên, phiền ngươi châm nàng ta một châm. Cửu nha đầu, nàng nên nói như vậy từ sớm, tránh lãng phí không ít thời gian. Hạ Thiên cười nhạt, giữa ngón tay hiện lên ngân châm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vừa gặp đã châm cho nàng ta một châm? Chúng ta không phải đặc vụ. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, nhất định phải sử dụng thủ đoạn thường quy trước. Nếu không được thì mới thử phương pháp của ngươi. Hạ Thiên ngược lại không quan tâm điều này, được, Cửu nha đầu, nghe nàng hết. Ta không khuất phục đâu, hỏi cái gì ta cũng không thể trả lời. Các ngươi dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng. Lâm Phái Thu vẫn thái độ quật cường, ban đầu ta chỉ muốn giảm sóc, cho nên mới đến đây tìm hiểu thực hư, nghĩ không ra lại lật thuyền trong mương. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta khôi phục công lực, các ngươi ai cũng chạy không thoát. A Cửu chán nghe mấy loại uy hiếp này, vấn đề là, ngươi cảm thấy còn có ngày đó sao? Lâm Phái Thu nghẹn lời. A Cửu nhìn thấy nàng ta như thế, không thể nín được cười, cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn phối hợp đi. Nói không chừng ta sẽ thả ngươi đi, nếu còn ở đó nói mấy lời không có dinh dưỡng, vậy thì khó nói rồi. Cửu nha đầu, nàng cần chi phải phí sức lực, cứ châm cho nàng ta một châm. Hạ Thiên khó hiểu nói, nàng cứ hỏi thẳng là được, hỏi xong thì xử lý nàng ta. Lâm Phái Thu nghe đối phương nhắc đến hai chữ xử lý một cách hời hợt như thế, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng ta cứ như vậy mà chết sao? Hạ Thiên chậm rãi rút ngân châm đâm tới đỉnh đầu Lâm Phái Thu. À, ngươi muốn làm gì? Mặc dù Lâm Phái Thu không biết rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng ta cảm thấy không ổn, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta nói, cái gì ta cũng nói, đừng châm kim ta sợ kim lắm. Hạ Thiên, ngươi khoan đã. A Cửu đưa tay cản Hạ Thiên lại. Hạ Thiên cũng không có gì bất mãn, lập tức thu châm vào. Nếu ta nói, các ngươi sẽ thả ta thật chứ? Lâm Phái Thu có chút không tin tưởng cho lắm. Đương nhiên rồi, A Cửu gật đầu. A Cửu là gia chủ Tề gia đương thời. Nàng nói cái gì thì là cái đó. Tề Ngữ thì thản nhiên nói. Hạ Thiên vẫn khinh thường nói, ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng nói, để ta châm hai châm rồi nói tiếp. Từ Côn Luân cũng không được kiên nhẫn, thích nói thì nói, không thì giết. Chỉ một Lâm gia thôi mà, diệt có cái gì mà không được. Ta nói, Lâm Phái Thu lập tức lên tiếng, có người bảo ta đến đây để tìm hiểu tình huống. Là ai? A Cửu trực tiếp truy vấn. Người kia là ai, ta cũng không biết. Người đó đeo mặt nạ, giọng nói cũng rất cổ quái. Lâm Phái Thu đã lên tiếng, vậy thì không cần thiết phải giữ lại, hôm qua là ngày cuối ta phản lão hoàn đồng. Dựa theo lệ cũ, người trong nhà phải tránh đi. Lúc đó, ta chịu khổ trong một mật thất dưới lòng đất. Trước không giờ một phút, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cắt ngang quá trình tu hành của ta, còn dùng công pháp cổ quái phong bế hơn phân nửa tu vi của ta. Người này bảo ta sau Hừng Đông đến Tề gia tìm hiểu tin tức, thuận tiện ra sau viện kiểm tra xem Tề Thanh Nham đã chết chưa. Tề Thanh Nham là gia chủ ban đầu của Tề gia, cũng là cha của Tề Ngữ Thi, ông ngoại A Cửu. Chỉ sợ không chỉ là tìm hiểu, A Cửu có chút hoài nghi Lâm Phái Thu, hẳn còn có mục đích khác. Đúng, Lâm Phái Thu gật đầu, người này bảo ta tìm cơ hội giết Tề Thanh Nham. Tề Ngữ Thi có chút không hiểu, tuổi tác cha ta đã cao, đã sớm bệnh tật quấn thân. Mấy năm trước còn nằm liệt giường, cũng chẳng tạo thành uy hiếp cho ai cả. Tại sao người kia lại muốn giết ông ấy? Điều này thì ta không biết rõ. Gương mặt Lâm Phái Thu hiện lên sự khó xử, ta cũng không có can đảm để hỏi người kia. Khi đó, mệnh của ta đều nằm trong tay của người đó. A Cửu lạnh giọng quát, bây giờ mệnh của ngươi nằm trong tay chúng ta, ngươi còn không có ý định trung thực sao? Ta thật sự không biết, ta sống cũng đã 86 tuổi rồi, cũng không có lý do lừa các ngươi. Lâm Phái Thu thề thốt, nếu ta có câu nào nói dối, ta lập tức chết bất đắc kỳ tử, chết không yên lành. Người kia còn bảo ngươi làm gì nữa không? A Cửu hỏi tiếp. Lâm Phái Thu lắc đầu, không có. Chỉ có như vậy thôi sao? Tề Ngữ Thi cảm thấy có chút không hợp tình hợp lý. Chỉ có như vậy, Lâm Phái Thu cau mày nói, người kia chẳng những lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng mệnh của tộc nhân ta uy hiếp ta còn cách nào nữa chứ, chỉ có thể làm theo.
Tề Ngữ Thi lại hỏi, vậy ngươi có đến hậu viện không? Vẫn chưa, Lâm Phái Thu lắc đầu, ta vừa chui vào phòng khách, lập tức bị hai ba đạo khí cơ khóa chặt. Cho nên, một cử động ta cũng không dám, chờ các ngươi rời đi ta mới dám động, kết quả vừa động là bị phát hiện ngay. Bạch Tiêm Tiêm giải thích, là Thiên Ca Ca phát hiện ra. Từ Côn Luân ngạo nghễ nói, ta cũng phát hiện trong phòng khách có một luồng khí tức không rõ, nhưng rất yếu, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì, cho nên ta cũng không để ý đến. Ngươi không có phát hiện, Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ là theo thói quen quét một vòng bốn phía, vừa lúc lướt qua người tên ngốc này thôi. Đánh giám, Từ Côn Luân bất mãn nói, Từ Côn Luân ta là ai chứ, làm sao ngay cả người lớn như vậy mà cũng không phát hiện ra. Được rồi. Mọi người đừng ồn ào nữa. A Cửu lập tức vỗ tay gọi lão quản gia đến. Quản gia, bây giờ ngươi đến sau viện xem ông ngoại. Chúng ta ở đây một lát rồi qua ngay. Vâng, lão quản gia gật đầu, sau đó chạy đến hậu viện. Lại hỏi thêm một số chuyện nữa, Lâm Phái Thu xác thực trả lời rất tường tận, không giống như nói dối. Cuối cùng, ta muốn hỏi ngươi một việc. A Cửu lượn quanh cả nửa ngày. Rốt cuộc cũng tiến vào chính đề, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời. Nếu nói dối, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phái Thu hơi bó tay, ta vẫn rất phối hợp, các ngươi đừng hoài nghi lung tung như thế. 20 năm trước, việc mẹ ta mất tích có liên quan đến Lâm gia các ngươi không? Ánh mắt A Cửu nhìn chằm chằm Lâm Phái Thu, sợ bỏ lỡ một sự thay đổi nào đó. Mẹ ngươi, mất tích, ánh mắt Lâm Phái Thu hiện lên sự nghi ngờ. Người nói vậy là có ý gì? Đừng có giả ngu, Tề Ngữ Thi đi thẳng vào vấn đề, 20 năm trước, lúc diễn ra tiểu tiên hội, tỷ của ta Tề Vũ Thi đã từng nói chuyện với ngươi rất lâu. Về sau, tỷ ấy liền mất tích, có phải Lâm gia các ngươi làm hay không? Lâm Phái Thu nghe xong, không khỏi rơi vào hồi ức, nói chuyện. Hình như có chuyện như vậy, lúc đó, Tề Thanh Nham giống như muốn chuyển vị trí gia chủ cho nàng ấy. Cho nên nàng ấy muốn học hỏi kinh nghiệm làm gia chủ của ta, cũng không có gì khác. Còn việc nàng ấy mất tích, cái này ta cũng không biết. Ta vẫn cho rằng nàng ấy đã chết. Thật không có liên quan gì đến ngươi. Tề Ngữ Thi không thể tiếp nhận được, ta không tin, ngươi nhất định đang nói dối. Ta không có nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối. Lâm Phái Thu thể thốt phủ nhận, ta với nàng ấy không thù không oán. Muốn giết ta giết con chó, lão khốn kiếp Tề Thanh Nham. Không, không xong rồi, lão gia ông ấy, lúc này, lão quản gia bỗng nhiên chạy đến, lớn tiếng kêu to, ông ấy chết rồi. Cái này, không liên quan đến ta. Lâm Phái Thu hoảng hốt, vội phủi sạch, các ngươi có thể làm chứng cho ta mà, điều này tuyệt đối không liên quan đến ta. Cũng không nhất định, Từ Côn Luân hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói, cũng có thể là do ngươi ra hậu viện hạ độc trước. Sau đó đến phòng khách mới bị Hạ Thiên phát hiện. Tề Ngữ Thi lập tức đứng dậy, nói với A Cửu, chúng ta đến hậu viện xem thử, có gì về sau hãy nói. Đi thôi, A Cửu nhẹ gật đầu, sau đó kéo Hạ Thiên đến hậu viện. Y thuật Hạ Thiên vô địch thiên hạ, chỉ cần người còn chưa ngỏm, lúc nào cũng có thể sử dụng nghịch thiên bát châm để cứu trở về. Bạch Tiêm Tiêm không chút do dự, lập tức theo sát đằng sau. Từ Côn Luân suy nghĩ một chút, sau đó đánh Lâm Phái Thu một chưởng, đánh nàng ta ngất xỉu, tiện tay ném vào một góc hẻo lánh trong phòng khách. Hậu viện Tề gia. Đây là một tòa biệt thự độc lập, phòng không ít, chỉ có một gian chính giữa, chẳng những cửa sổ đóng chặt, bên trên còn vẽ đầy phù triện. Bốn góc nhà còn đặt một cái đỉnh nhỏ cỡ chừng bàn tay, bên trong dư hương lượn lờ, hiển nhiên vừa mới đốt xong thứ gì đó. Ngoài viện có hai bảo tiêu canh giữ, còn có mấy người hầu làm nhiệm vụ chăm sóc. Nhìn thấy đám người A Cửu đến, những người này lập tức tản ra hai bên. Các ngươi đang làm gì vậy? Tại sao không mở cửa sổ ra? A Cửu liếc qua, lập tức khó chịu, quát lớn với những người này, ta không phải nói các ngươi tranh thủ dọn sạch đám lộn xộn đó sao? Hồi gia chủ, lão quản gia hơi do dự nói, bệnh của lão gia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không được dính gió, là Tình Hạc đạo trưởng bảo chúng ta. Tình Hạc đạo trưởng vốn là đạo sĩ Bích Tiêu quán ngoài thành Phù Lương, là bạn cũng nhiều năm của Tề lão gia tử, tục truyền đạo thuật thông thần, cho nên đã sớm được trưởng bối trong tộc mời đến cầu phúc cho Tề lão gia tử, thuận tiện điều trị bệnh tình luôn. Đáng tiếc, sau khi A Cửu đến,
liếc nhìn một cái lập tức phát hiện đây là một người lừa đảo, vội cho người đuổi ông ta đi. Lúc đó cũng có một số người trong tộc kín đáo phê bình, bởi vì uy vọng của lão đạo sĩ rất cao, nhưng sau khi A Cửu thi triển y thuật, giúp cho sức khỏe của Tề lão gia tử tốt lên, những người kia mới chịu từ bỏ suy nghĩ. Tề lão gia tử biết thời gian của mình không còn nhiều, Tề gia lại minh mạnh ám nhược. Nếu không có một ngoại viện hữu lực, sau khi ông chết, Tề gia sẽ bị những thế lực khác chia cắt. Đúng lúc này, A Cửu đã xuất hiện. Nhất là sau khi từ miệng của Tề Ngữ Thi biết được tình huống của A Cửu, ông quyết định thật nhanh, trực tiếp tuyên bố trao lại chức gia chủ cho A Cửu. Người của Tề gia cũng không có ý kiến, ngược lại Tình Hạc đạo trưởng lại ghi hận trong lòng, mượn uy vọng của mình ở Phù Lương và Tề gia, thỉnh thoảng phân cao thấp với A Cửu. Mở cửa sổ ra, A Cửu giận dữ quát lớn một tiếng, vô cùng bất mãn, lão già lừa đảo kia đến lúc nào thế? Không phải ta đã bảo lão ta biến xa một chút sao? Ngươi nói cái gì biến hay không biến? Đúng là không có lễ phép gì cả. Một tiếng quát to từ xa vọng đến. Chỉ thấy hơn 10 bóng người khí thế hung hăng chạy đến, vừa lúc nghe được A Cửu nói. Đi đầu là một nam nhân trung niên bụng phệ, thái độ hung thần ác sát, lạnh lùng nói, Tình Hạc đạo trưởng là bạn cũ của lão gia tử, có giao tình 60 năm. Ngươi một câu bảo người ta biến. Người khác còn tưởng rằng Tề gia ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, không thèm nói đạo lý chứ. Lúc này, một lão đạo sĩ tóc trắng tươi cười bước đến, tiên phong đạo cốt cười nói, cháu trai suy nghĩ nhiều rồi, bần đạo không ngại đâu. A Cửu cô nương cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của thanh nham lão hữu mà thôi. Nàng ấy là bác sĩ, không tán đồng phương pháp đạo thuật của bần đạo cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi nghe không, Tình Hạc đạo trưởng rộng lượng như vậy. Người còn không mau xin lỗi lão nhân gia. Nam nhân trung niên quát to với A Cửu. Vẻ mặt A Cửu vô cùng nghi hoặc đánh giá người kia, ngươi là ai? Tề Ngữ Thi thấy người này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, Tề Ngọc Khôn, ngươi về khi nào vậy? Ngươi còn mặt mũi nào mà quay về thế? Nam nhân trung niên hung thần ác sát tên Tề Ngọc Khôn, chính là trưởng tử của Tề lão gia tử, nhưng tính tình ngang bướng, làm nhiều việc ác. Hơn 20 năm trước, ông ta đã phạm vào một sai lầm lớn. Ban đầu, Tề lão gia tử đã trói ông ta lại, định dùng gia quy xử trí, kết quả không biết là ai đã lén lút thả ông ta đi, từ đó không còn nghe thấy tin tức nữa. Nghe nói ông ta bỏ trốn ra hải ngoại, làm mấy chuyện giết người phóng hỏa. Tề lão gia tử tức giận đến mức tuyên bố khai trừ ông ta ra khỏi tộc, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng vạn lần không nghĩ đến bây giờ người này lại trở về. Hơn nữa trước đó còn không hề có chút phong thanh. Ha ha, tứ muội, tại sao ngươi lại nói như vậy, ta nói thế nào cũng là đại ca ruột của ngươi mà. Tề Ngọc Khôn cười ha hả, nhưng mắt không hề có ý cười, sức khỏe của cha không tốt, ta đương nhiên phải quay về chăm sóc. Nếu chẳng may cha chết, không có trưởng tử ta thì làm sao mà đưa ma. Tề Ngữ Thi lạnh giọng nói, ngươi đã sớm bị trục xuất khỏi Tề gia. Tề gia chúng ta bây giờ hoàn toàn không có người như ngươi. Ha ha, năm đó chẳng qua lão gia tử chỉ nhất thời nói nhảm mà thôi. Tề Ngọc Khôn cuồng ngạo nói, hơn nữa, lão gia tử đã tha thứ cho ta, chính cha bảo ta quay về. Nếu ta không về, thật không biết Tề gia sẽ bị các ngươi lãng phí thành cái gì nữa, lại để cho một nữ nhân khác họ làm chủ. Con mẹ nó, đúng là sự sỉ nhục. Nói xong, ánh mắt của ông ta hiện lên sự oán độc. Nhìn chằm chằm A Cửu. Tề Ngữ Thi trịnh trọng, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, A Cửu làm gia chủ là quyết định của cha. Lúc đó, thúc bá trưởng bối trong tộc, còn có nhị ca đều có mặt, không đến lượt ngươi hoài nghi ngươi cũng không có tư cách chất vấn. Hừ, ta cũng không phải không biết bệnh của cha. Tề Ngọc Khôn mỉm cười, giữa hai hàng lông mày vẫn không che giấu được sự cuồng ngạo, đầu óc của cha đã sớm hồ đồ rồi. Ông ấy còn có thể đưa ra quyết định gì chứ? Tính cách nhị đệ mềm yếu, các trưởng bối bị các ngươi hù dọa, đương nhiên cho phép các ngươi nói gì cũng được, làm gì cũng được. Đột nhiên, giọng điệu của ông ta trở nên cao vút, chỉ vào A Cửu và Tề Ngữ Thi, nhưng, bây giờ thì khác. Tề Ngọc Khôn ta đã trở về, Tề gia không dung được đám nữ nhân các ngươi làm loạn. Loại gia chủ như thế, Tề Ngọc Khôn ta không nhận. Đám người đi sau cũng như hung thần ác sát. Lập tức kêu gào lên. Cửu nha đầu, đám ngớ ngẩn này là ai vậy? Xuất hiện từ chỗ nào?
Hạ Thiên khó chịu nói. A Cửu thản nhiên nói, không biết, cũng chẳng biết đám A Miêu A Cẩu từ nơi nào chạy đến nữa. Ngươi giả bộ không biết, Tề Ngọc Khôn cười nhạo, chỉ vào mình, lão tử tên Tề Ngọc Khôn, con trai lớn của Tề Thanh Nham, người thừa kế chức gia chủ danh chính ngôn thuận của Tề gia. Ngoại trừ ta, ai cũng không xứng làm gia chủ. A Cửu không thèm để ý đến loại người này, chỉ lạnh giọng nói, chuyện của gia chủ về sau hãy nói. Bây giờ chúng ta phải chữa bệnh cho ông ngoại, người đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Chị bệnh cái rắm, lão gia tử đã chết. Tề Ngọc Khôn phun ra một bãi nước bọt, vừa rồi lão quản gia hô lớn như vậy, ta đều nghe thấy hết. Để ta xem các ngươi dở trò quỷ gì, làm ra di chiếu gì để lừa gạt người khác. Từ Côn Luân đến hậu viện, nghe xong, không khỏi phá lên cười, lại còn di chiếu. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng nhà các ngươi có hoàng vị cần phải kế thừa nữa chứ. A Cửu, Hạ Thiên, các ngươi không cần để ý đến ông ta, cứ đi cứu người đi. Tề Ngữ thì biết rõ sự lợi hại của Hạ Thiên, đã từng chứng kiến tài năng của hắn ở Nam Cương. Tề Ngọc Khôn mang theo một đám người ngăn trước cửa, chỉ vào đám người Hạ Thiên mà nói, ai cũng không được phép làm loạn, thi thể của cha ta cũng không được phép di chuyển. Chuyện tang sự sẽ do ta xử lý. Đồng thời, ông ta còn phân phó thuộc hạ, ngươi, còn ngươi nữa, canh giữ tất cả cửa ra vào. Trước khi sự việc còn chưa quyết định, Tề gia chỉ được phép vào, không được phép lên tiếng. Lão quản gia, ngươi đi thông báo cho trưởng bối các phòng đến bàn chuyện tang sự. Ngươi đủ rồi, lập tức tránh ra cho ta. Tề Ngữ thì tức đến mức mắt phun lửa, ngươi ngăn cản chúng ta cứu cha, chỉ dựa vào điểm này, ngươi cảm thấy trưởng bối trong tộc sẽ ủng hộ ngươi sao? Từ Côn Luân cười nói không chừng, người là do ông ta giết. Cho nên ông ta mới sợ chúng ta vào xem xét. Hạ Thiên lập tức bồi thêm một câu, không cần phải nói không chừng, là do ông ta làm đấy. Đánh giám, Tề Ngọc Khôn nổi giận quát một tiếng, ánh mắt sung huyết. Lúc đó, Tình Hạc đạo trưởng bỗng nhiên lên tiếng, Ngọc Khôn, ngươi làm vậy hơi quá rồi. Thân là con của lão gia tử. Làm sao ngươi có thể ngăn cản người khác cứu cha của mình chứ? Tuy nói người chết không thể phục sinh, nhưng nếu bọn họ có thần y hàng thế, có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh, cái này ai cũng không nói chắc được. Tề Ngọc Khôn nghe xong, không khỏi do dự một hai giây, sau đó tránh sang bên cạnh, hừ, ta đứng bên cạnh để giám sát các ngươi, tốt nhất các ngươi đừng dở trò quỷ. Ta sợ là ngươi muốn dở trò thì có A Cửu đã lường trước người này nhất định có vấn đề. Nhưng trước mắt tạm thời không có chỗ trống để ý đến ông ta, vẫn nên xem tình huống của lão gia tử trước rồi nói sau. Tề Ngữ thi tiến lên xé mấy tấm bùa, đẩy cánh cửa phòng ra, một mùi thối đập vào mặt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường. A Cửu cũng cảm thấy vô cùng không ổn, lập tức vọt vào, tiến lại gần trước giường. Nằm trên giường là một lão đầu gầy còm, toàn thân trên dưới không còn da thịt, đã bắt đầu thối rữa, còn có nơi lộ ra xương trắng. Có không ít giỏi bọ đang nhúc nhích dưới da. Lâm Thúc, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Tề Ngữ thì kinh ngạc, quát lớn với lão quản gia, hôm qua, cha của ta vẫn còn rất tốt mà, bây giờ đột ngột chết đi, cũng không thể thối rữa nhanh như vậy được. Lão quản gia tiến lên xem xét, thiếu chút nữa bị dọa đến ngã xuống đất, cái này, lão nô cũng không biết, vừa rồi lão gia chỉ bị đoạn khí, cơ thể cũng không bị thối nát. Tề Ngữ thì bỗng nhiên nhảy dựng, nhìn hằm hằm Tề Ngọc Khôn, nói, có phải ngươi làm hay không? Ngươi bớt phụ oan ở đây đi. Khắp gương mặt Tề Ngọc Khôn chỉ toàn là sự đắc ý, ta đến sau các ngươi mà. Hơn nữa, trước đây là do các ngươi chữa bệnh cho cha, có vấn đề cũng là các ngươi có vấn đề. Câm miệng, A Cửu kiểm tra hơi thở của lão gia tử, quả nhiên đã không còn, chỉ là cơ thể còn chưa lạnh, đành phải nhìn Hạ Thiên, thế nào, có cứu được hay không? Hạ Thiên mỉm cười. Gương mặt chỉ toàn là sự khinh thường, Cửu nha đầu, nàng còn không rõ ràng y thuật của ta sao. Đừng nói tình trạng như thế này, chỉ cần sinh cơ của ông ấy còn chưa mất hết, cho dù ông ấy chỉ còn một đống xương trắng, ta cũng có thể cứu trở về. Phốc, ha ha ha, Tề Ngọc Khôn nghe được lời của Hạ Thiên, không khỏi cười rộ lên, tiểu tử, ngươi đúng là cuồng không có giới hạn, không biết mùi vị gì cả. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Khí phách như thế nhân gian cũng hiếm thấy. Tình Hạc đạo trưởng cũng mỉm cười lắc đầu, ánh mắt giấu giếm sư khinh miệt, lẽ ra,
nếu lão hữu còn chút sinh cơ, bần đạo cũng rất cao hứng. Tuy nhiên, vị tiểu hữu này nói quá đáng quá, đối với lão hữu ta quá bất kính rồi. Ta thấy, các ngươi cũng không cần giả mù sa mưa. Tề Ngọc Khôn khó nhịn sự cuồng hỉ trong lòng. Ban đầu, ông ta cũng chẳng có chút tình cảm nào đối với người cha kia của mình, xử lý tang sự quan trọng hơn, nếu không, thi thể càng lúc càng hôi thối. Gương mặt Tề Ngữ thì hiện lên sự phẫn nộ, trừng mắt nhìn đối phương, trên giường kia là cha ruột của ngươi đấy. Mấy lời này mà ngươi cũng nói được sao? Ngươi còn là người à? Tại sao không phải người chứ? Tề Ngọc Khôn tiểu nhân đắc chí, ngươi cũng đã chết rồi, vẫn nên thiêu sớm một chút. Đó không phải là việc mà ta nên làm sao? Không cần để ý đến bọn họ, ngươi cứ hạ châm đi. A Cửu nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên khí định thần nhàn, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, Cửu nha đầu, nàng không cần khẩn trương. Chút chuyện nhỏ này đối với ta chỉ là tiện tay mà thôi. Con quan tâm nhiều sẽ bị loạn đấy, Từ Côn Luân lạnh nhạt nói. Khi một người chết đi, sinh cơ tiêu tán, huyệt vị trống rỗng, kinh mạch bị đoạn tuyệt. Tinh Hạc đạo nhân lắc đầu như cũ, cảm thán nói, tiểu hữu, người hạ châm trên người người chết cũng vô dụng thôi. Cái gọi là cải tử hoàn sinh chẳng qua chỉ là lời đồn. Đến nay bần đạo chưa nghe nói có bác sĩ nào làm được. Cải tử hoàn sinh, A Cửu nghe xong, không khỏi cười lạnh, điều này đối với Hạ Thiên mà nói chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hạ Thiên bổ sung, trò trẻ con cũng không tính, chỉ là chuyện tiện tay mà làm. Nổ, tiếp tục nổ đi, xem ngươi có nổ đến lão gia tử sống lại hay không. Tề Ngọc Khôn hiển nhiên không tin Hạ Thiên có bản lãnh này, ngươi thật sự có bản lãnh này, con mẹ nó, ngươi chính là thần y, không, là thần tiên. Nếu ngươi có thể cứu sống người trở về, ta sẽ chặt đầu cho ngươi làm bóng đá. Hạ Thiên lười nói thêm với ông ta, ngân châm giữa ngón tay châm vào cơ thể Tề lão gia tử. Cải tử hoàn sinh, đối với bác sĩ bình thường mà nói là theo đuổi suốt đời, thậm chí đến cuối đời cũng chưa chắc làm được. Nhưng đối với Hạ Thiên mà nói, nó chỉ bằng một bữa ăn sáng. Ba châm đầu tiên của nghịch thiên bát châm là có thể làm được. Chỉ một châm, cơ thể của lão gia tử đã ngừng thối rữa, da thịt dùng tốc độ cực nhanh khép kín lại, rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn có độ sáng bóng. Hạ Thiên hạ châm như bay, chỉ trong mấy giây đã đâm xong mười mấy huyệt vị. Cái này, trong mắt Tề Ngọc Khôn như muốn lồi ra. Gương mặt Tình Hạc đạo nhân cũng không còn biểu hiện khí định thần nhàn, ngược lại âm trầm đến đáng sợ. Khụ khụ. Không bao lâu sau, Tề lão gia tử ho nhẹ một tiếng, trong mắt bắt đầu chuyển động, dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào. Giết, Tình Hạc đạo trưởng chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh xông trán, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, từ trong tay áo bay ra mấy luồng hàn mang, phân biệt bắn về phía đám người Hạ Thiên. Đùng đùng đùng. Tề Ngọc Khôn cũng từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, bắn loạn xạ lên trên giường. Mẹ nó, đi chết hết đi. Tề Ngọc Khôn móc hai quả lựu đạn từ bên hông ra, ném vào gian phòng, còn mình thì lui vào trong viện. Bành, bành. Trong phòng lập tức vang lên hai tiếng nổ, bụi đất tung bay. Ha ha ha, lần này thì chết chắc rồi. Tề Ngọc Khôn nhìn tình huống trước mặt, rốt cuộc thoải mái phá lên cười, mẹ nó, ta đã nói rồi. Cứ giết hết là được. Đạo trưởng ngươi lại cứ thích dùng mưu kế. Rốt cuộc còn không phải dùng đến cách của ta sao? Ai có thể nghĩ đến bọn họ thật sự có thể mời một thần y đến chứ? Tình Hạc đạo trưởng cau mày, có chút hoài nghi ánh mắt của mình, trên thế gian thật sự có y thuật thần kỳ như vậy sao? Nếu bần đạo có thể học được thì tốt biết bao. Đúng là đáng tiếc. Tề Ngọc Khôn đốt một điếu xì gà, không kiên nhẫn nói, có gì là mà đáng tiếc. Sau này Tề gia sẽ do ta quyết, thứ ngươi muốn, ta lập tức cho người tìm cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi tu thành tiên của ngươi, ta phát tài của ta, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Điều này cũng đúng, tuổi tác của Tình Hạc đạo trưởng không nhỏ, mấy chục năm trước đã nhìn chúng tàn quyền tu tiên thượng cổ tổ truyền của Tề gia, chỉ là mong mãi mà không được. Cho nên mới nghĩ ra cách này, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức ra tay tiếp quản Tề gia. Nhanh chóng tìm đồ vật đã mất. Đương nhiên, Tề Ngọc Khôn cũng khá nôn nóng, lập tức dặn dò thuộc hạ, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà hành động, một nửa người đến canh giữ két sắt trong tổ trạch, một nửa đi theo ta đến bí khố khuân đồ. Quản gia, người đi làm việc của mình đi,
nửa tiếng sau, ta muốn thấy tất cả người của Tề gia tập hợp ở đây. Lão quản gia nhìn cảnh tượng này, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Mẹ kiếp, lão Lâm, người đứng ngây ra đó làm gì? Tề Ngọc Khôn thấy lão quản gia không nghe theo lời của ông ta, liền cầm súng lên, người dám không nghe lời ta, người có tin lão tử một phát súng bắn nổ ngươi hay không? Lão quản gia vô cùng kinh ngạc, run rẩy há miệng giơ tay lên chỉ vào sau lưng Tề Ngọc Khôn, ngươi, phía sau ngươi. Đằng sau ta, Tề Ngọc Khôn nghe xong, vô cùng khinh thường, bớt giả thần giả quỷ đi. Đằng sau ta còn có cái gì chứ? Cho dù có quỷ, lão tử cũng không sợ quỷ a. Bởi vì hiếu kỳ, ông ta vẫn quay đầu liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, súng ngắn đều vứt hết luôn. Chỉ thấy Tề lão gia tử đứng đằng sau, mắt nhìn thẳng ông ta. Ngươi, 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 có quỷ, Tề Ngọc Khôn bị dọa đến tè ra quần, một chút cũng không còn biểu hiện phách lối như vừa rồi, chạy thẳng ra sau lưng Tình Hạc đạo trưởng, mau dùng đạo thuật của ngươi tiêu diệt con quỷ này đi. Tình Hạc đạo trưởng cũng bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, bởi vì Tề Thanh Nham là do ông ta giết chết. Độc đó vốn không có thuốc giải. Nếu cái tên Hạ Thiên kia thật sự có thể cứu sống người chết, vừa rồi lựu đạn cũng có thể nổ chết tất cả mọi người rồi mới đúng chứ. Tại sao vẫn còn sống? Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, ban ngày ban mặt, làm sao quỷ có thể xuất hiện được chứ? Nhưng nếu không phải quỷ, vậy thì càng thêm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Người đúng là con cái bất hiếu, người mắng ai là quỷ thế? Gương mặt Tề lão gia tử tràn ngập sự giận dữ, quát lớn, lão tử còn chưa chết, không, ta bị các ngươi hại chết nhưng lại được hạ thần y cứu sống. Lúc này, Tề Ngọc Khôn mới phát hiện sau lưng Tề lão gia tử xác thực có người, chính là những người trong phòng. Ngươi, các ngươi không chết sao? Gương mặt Tề Ngọc Khôn hiện lên sự khó tin, điều này sao có thể? Hai quả lựu đạn mà nổ không chết người. Hạ Thiên cười một tiếng, khinh thường nói, người có cho nổ 200 quả cũng vô dụng thôi. Thứ đồ chơi đó chẳng có tác dụng đối với ta đâu. Lão tử không tin các ngươi đều là siêu nhân. Sau khi xác định đám người Hạ Thiên không phải quỷ, dũng khí Tề Ngọc Khôn lại dâng lên, các huynh đệ, nổ súng cho ta, giết chết hết tất cả bọn chúng. Tình Hạc đạo trưởng cảm thấy có chút không ổn, vừa định há miệng ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Cộc, cộc, cộc. Đám người Tề Ngọc Khôn mang đến, một chút do dự cũng không, trực tiếp nổ súng bắn phá. Điều quỷ dị chính là, đám người Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự như cũ, vẻ trào phúng trên mặt lại càng dày thêm. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, đám người đang nổ súng lại ngã xuống. Cái này, Tề Ngọc Khôn nhìn cảnh tượng trước mắt, cả kinh có chút nói không ra lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng, yêu pháp, tuyệt đối là yêu pháp. Lão đạo trưởng, người mau ra tay thu phục đám yêu nghiệt này đi. Tề lão gia tử cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã đè xuống sự kinh dị, ánh mắt bén nhọn nhìn Tình Hạc đạo trưởng, Tình Hạc, chúng ta tương giao mấy chục năm, tại sao ngươi lại muốn hại ta? Ha ha, Tề huynh, ngươi nói như vậy là sao? Tình Hạc đạo trưởng cười khẽ hai tiếng. Tiến lên hai bước, trong thời gian ngươi mắc bệnh nặng, bần đạo vẫn luôn tận trách nhiệm. Để điều trị bệnh cho ngươi, ta còn đích thân nấu thuốc luyện đan. Chỉ là y thuật của ta có hạn, tuổi tác của ngươi cũng đã lớn, khi đó bệnh tình mới nguy kịch. Ngươi vì thế mà trách tội bần đạo cũng không dám oán. Thôi đừng chém gió nữa, mặc dù ông ấy già, nhưng cũng không chết nhanh như vậy đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, chính ngươi hạ độc ông ấy. Ông ấy mới biến thành bộ dạng như quỷ đó. Tề lão gia tử nghe xong, tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, Lâm Tình Hạc, ta coi ngươi là sinh tử chi giao, ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Tình Hạc đạo trưởng vẫn bi thống, có chút ủy khuất nói, Tề Thanh Nham, chẳng lẽ ngươi nguyện ý tin tưởng một người ngoài cũng không nguyện ý tin tưởng một người bạn mấy chục năm sao? Ta chính là quá tin tưởng ngươi, cũng may Tề lão gia tử là người khá tỉnh táo. Cũng không bị đạo sĩ kia hù dọa, bây giờ mới nhớ đến, năm đó ngươi làm quen với ta, chỉ sợ giáp tâm không tốt. Tề huynh, lời này ngươi nói không tránh khỏi rét lạnh lòng người khác. Tình Hạc đạo trưởng đau lòng nhức óc nói, giao tình mấy chục năm, ta đã cứu ngươi không biết bao nhiêu lần, lại giúp ngươi giải quyết nhiều công việc, cũng như sự cố của Tề gia, ngươi hồi báo ta như vậy sao? Đúng, ngươi đã giúp Tề gia ta không ít,
nhưng Tề gia hồi báo ngươi tuyệt cũng không kém. Tề lão gia tử hừ lạnh, lập tức nói, bích tiêu quán của ngươi, chi phí mỗi tháng ăn mặc của ngươi và 300 đệ tử, dược liệu quý báu ngươi dùng luyện đan, cái nào mà không dùng tiền, không phải Tề gia ta ra tiền chứ. Tình Hạc đạo trưởng nhìn không được mắng to, đó vốn là tiền mà ngươi phải bỏ ra. Cho dù ngươi đưa hết toàn bộ gia tài cho ta, bần đạo cũng xứng đáng. Huống chi, bần đạo thật ra cũng chỉ muốn một vật, ngươi chết sống lại không chịu cho ta. Bần đạo đành phải giết chết ngươi. Tề lão gia tử lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan với nhau. Nể tình giao tình trước đó, ta cũng không truy cứu sai lầm của ngươi, ngươi mau cút đi. Nếu ngươi đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tình Hạc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng hét lớn, các đồ đệ đều ra ngoài hết đi. Mười mấy đạo sĩ trẻ tuổi giống như chuột từ trong đất, từ các ngóc ngách của Tề gia xông ra, hiển nhiên đã mai phục từ lâu. Lão đạo trưởng, thì ra ngươi đã sớm mai phục nhiều người như vậy. Thật sự quá tốt rồi. Tề Ngọc Khôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đám đạo sĩ xuất hiện, trong lòng âm thầm kinh hãi. Lão Ngưu này đúng là đủ âm, đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Tuy nhiên, lão ta lại không nói với ông ta một tiếng, xem ra cần phải cẩn thận một chút. Nếu không, nhất định sẽ bị ông ta ám toán. Ngươi muốn làm gì? Tề lão gia tử nổi giận quát. Hừ, nếu đã vạch mặt, bần đạo cũng lười giả bộ. Tình Hạc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn tàn quyển tu tiên thượng cổ Tề gia các ngươi, chỉ cần các ngươi giao ra, bần đạo cam đoan sẽ không thương tổn nửa nhân mạng, sẽ không tiêu diệt cả nhà các ngươi. A Cửu lạnh lùng nói, ngươi có bản lãnh này sao? Hiện tại, đạo sĩ nhân gian đều ngang tàng như vậy sao? Từ Côn Luân cũng cảm thấy buồn cười, ngươi quen thói nói khoác hay thật sự coi mình là tam thanh tại thế? Ha ha, các ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, nhưng cũng không thoát khỏi suy đoán của bần đạo. Tình Hạc đạo trưởng bỗng nhiên lấy một cái chuông bằng đồng thau từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lắc một cái, sơn linh đế chung, càn hỏa vạn trọng, hương lô huyền đỉnh, hàng thân tam thanh. Đám đạo sĩ trẻ tuổi cũng lấy ra một cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa một cái, đồng thời còn niệm chú. Lô đỉnh được đặt tại góc hẻo lánh trong viện, cho tàn lại cháy, từng sợi tàn hương bay lên. Tiếng chuông thanh thúy, đạo chú kéo dài. Rất nhanh, một luồng sương mù trong nháy mắt tràn ngập cả hậu viện Tề gia. Bên trong làn khói còn có từng sợi hương khí mỏng nhạt, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa, ngũ tạng lục phủ giống như bị bắt lửa. Đây là tam thanh linh, huyền hỏa đoạn hồn chú. Tề lão gia tử chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh bay thẳng lên trán, thiếu chút nữa không xuất hồn ra ngoài, mọi người mau tản ra, bịt mũi và miệng lại, nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không cần, Hạ Thiên lười biếng nói. Từ Côn Luân cũng nhẹ gật đầu, chỉ cái này thôi. Vẫn còn kém lắm. Đừng đứng đó xem kịch nữa, mau giải quyết ông ta đi. A Cửu nhìn không được thúc giục, không cần thiết phải lãng phí thời gian với một thằng ngu. Hạ Thiên cười một tiếng, Cửu nha đầu nói đúng. Này, này, người đi giải quyết lão đạo sĩ ngớ ngẩn kia đi. Vì sao lại là ta? Từ Côn Luân bất mãn nói, người đi không được sao? Hạ Thiên ngáp một cái, thuận miệng nói, loại ngu ngốc đó còn chưa xứng cho ta ra tay, một mình ngươi là đủ rồi. Con mẹ nó, Từ Côn Luân cũng không phải là người có tính tình tốt, nghe xong lời này, máu nóng bốc lên. Nhưng đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của A Cửu, hiển nhiên là đang nói, ngươi ra tay với hắn đi, đành phải thu lại nắm đấm, được, ta đi. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được, vì một tên tiểu tử như vậy mà cũng dám trừng mắt với cha của mình. A Cửu tức giận nói, nếu ông còn nói nhảm nữa, ta sẽ không cần ông, để tự ta đi cũng được. Con nên nghỉ ngơi, cái này để cha đi cũng được. Từ Côn Luân thở dài, chỉ vào Tình Hạc đạo trưởng mà nói, đều tại tên lỗ mũi trâu ngươi gây ra hết. Bây giờ ta sẽ phế bỏ ngươi. Hừ, ta có tam thanh hàng thân, các ngươi ai cũng không gây được thương tổn cho ta. Tình Hạc đạo trưởng hờ hững nói, qua nửa khắc nữa. Các ngươi sẽ bị khói thần này đốt thành cho bụi, không ai có thể a. À. Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Từ Côn Luân giống như thiết chùy nặng nề đập vào mặt của ông ta. Ngươi dám bất kính đối với Tam Thanh, bần đạo sẽ giết ngươi chết. Mặc dù Tình Hạc đạo trưởng chịu một quyền, nhưng không bay rớt ra ngoài,
chỉ phun ra một ngụm máu, thân hiện huyền quang, đệ tử tinh hạc mời tam thanh hàng thân, thiên địa pháp tướng giúp ta phục ma. Từ Côn Luân khinh thường, lại một quyền đánh tới, giả thần giả quỷ, không chịu nổi một kích. Lúc này, Hạ Thiên nháy mắt với A Cửu, cha của nàng sẽ chết. Vậy tại sao ngươi còn không hỗ trợ, còn đứng thất thần ra đó? A Cửu chừng Hạ Thiên một chút, nàng nhìn không ra Từ Côn Luân có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Hạ Thiên xưa nay không nói láo ở phương diện này, không khỏi có chút bận tâm. Hạ Thiên cười nói, không sao, cho dù cha nàng chết thật, ta cũng có thể cứu sống. Ngươi có bệnh đúng không? A Cửu tức giận nói, chẳng lẽ chuyện sinh tử có thể dùng để chơi sao? Hạ Thiên gật đầu, Cửu nha đầu, nàng đừng kích động, chỉ cần ông ta không ngốc đến mức không có thuốc chữa, thật ra vẫn còn cơ hội sống. Sát chiêu của lão đạo sĩ kia cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Con mẹ nó, ngươi có thể câm miệng lại cho ta được không? Từ Côn Luân tức đến mức quay lại trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên cười một tiếng, nói với A Cửu, được rồi, ông ta không chết đâu. Sao? A Cửu ngẩn người, nghi ngờ hỏi, có ý gì? Cửu nha đầu, nàng tiếp tục xem đi rồi biết, Hạ Thiên chỉ tình Hạc đạo trưởng. Từ Côn Luân từ Hạ Thiên hiểu được chút dị dạng bên trong, không khỏi bắt đầu cẩn thận, mắt lạnh nhìn lão đạo sĩ đối diện. Lúc này, gương mặt tình Hạc đạo trưởng đỏ bừng lên, mạch máu như muốn xé rách làn da phun ra ngoài. Ông ta dường như rất đau đớn, cắn chặt răng nói, ngươi đánh đi. Tại sao ngươi lại không dùng khí lực lớn nhất để đánh ta? Mau đánh ta đi. Ông ta còn cầu người khác đánh. Tề Ngữ Thi khó hiểu hỏi. Con ngươi Tề lão gia tử co rụt lại, dường như hiểu ra chuyện gì, thuận miệng nói, mọi người cẩn thận, tốt nhất mau rời khỏi viện tử, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Không cần đâu, Hạ Thiên lười biếng nói. A Cửu vẫn không nhìn được sư hiếu kỳ, nói với Hạ Thiên, chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Các ngươi tùy tiện đến ai cũng được, mau đánh ta đi. Hốc mắt tình Hạc đạo trưởng to dần lên, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung, đành phải cắn răng giống to với đám đạo sĩ trẻ mà ông ta mang đến. Đám đạo sĩ trẻ cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, không khỏi nhìn nhau, không người nào dám ra tay. A! Tình Hạc đạo trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó là một loạt tiếng nổ, mạch máu trên cơ thể nổ tung. Ba hư tượng to lớn cao mấy chục trượng dần dần hiện ra sau lưng ông ta, chỉ là vẫn mơ hồ không chịu nổi, thậm chí còn lấp lóe mấy lần, giống như bóng đèn không đủ điện. Một luồng uy áp khổng lồ như núi lở giáng xuống, toàn bộ hậu viện Tề ra giống như quả khí cầu bị dùng sức bóp, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một cây đại thụ trong viện cũng chịu sức ép, ép cong thân cành, mấy lá cây rơi xuống. Á! Không ít đạo sĩ trẻ tuổi trong sân bị nổ tung màng nhĩ, miệng mũi chảy máu, lập tức ngã xuống đất, rú thảm không thôi. Mau đánh ta đi, nếu không, mọi người sẽ phải chết. Tình Hạc đạo trưởng cắn chặt răng, phun ra vài chữ. Có một số đạo sĩ trẻ tuổi không do dự, rút kiếm dốc hết toàn lực đâm vào chỗ yếu hại của Tình Hạc đạo trưởng. Bành! Mũi kiếm chạm vào cơ thể Tình Hạc đạo trưởng, nổ thành từng luồng ánh sáng trắng. Một số đạo sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt hóa thành một chùm huyết vụ. Ta hiểu rồi, lông mày Từ Côn Luân cau lại, thoáng có chút suy nghĩ mà sợ, đạo sĩ kia dùng loại công pháp phản tổn thương gấp bội, chỉ cần bị công kích là có thể trả về gấp mấy lần. Vừa rồi ta tùy tiện ra tay, ta có thể bị quyền lực trả về đánh chết. Luồng ánh sáng trắng qua đi. Tình Hạc đạo trưởng tê liệt ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Đám đạo sĩ trẻ tuổi còn lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tề Ngọc Khôn thậm chí sợ đến tè ra quần. Tuy nói mấy năm ông ta đào vong, ông ta thường xuyên qua lại với đám đạo tặc, nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận biết của ông ta. Ngươi, các ngươi không biết nói võ đức gì cả. Tình Hạc đạo trưởng oán độc nhìn chằm chằm Từ Côn Luân và Hạ Thiên. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán bần đạo, tam thanh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn Tình Hạc đạo trưởng, đầu óc ngươi nhất định là mắc bệnh nặng rồi. Ngươi rõ ràng là ác giả ác báo, oán được ai chứ? A Cửu lạnh giọng nói. Từ Côn Luân cười ha hả, muốn hố ta, kết quả hố không được, ngược lại còn gài bẫy mình, thế mà còn mặt mũi nào nói với ta mấy lời đó chứ? Da mặt ngươi còn dày hơn so với tường thành. Là các ngươi sai,
gương mặt Tình Hạc đạo trưởng càng thêm vặn vẹo, không cam lòng và oán độc, rốt cuộc không che giấu được nữa. Đầu tiên, ông ta chỉ vào Tề lão gia tử mà mắng, ngươi nên sớm đưa tàn quyển cho bần đạo, vậy thì còn xảy ra chuyện gì nữa chứ? Ta giúp ngươi nhiều như thế, ta chỉ cần một quyển sách rách nát, thế mà ngươi lại không cho. Ngươi đúng là một cẩu vật vong ân phụ nghĩa. Tề lão gia tử tức đến mức dựng râu trừng mắt, há miệng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy chẳng có gì đáng nói. Còn ngươi nữa, tiện nha đầu không biết xuất hiện từ đâu lại muốn đuổi bần đạo đi. Tình Hạc đạo trưởng hoàn toàn không thèm đếm xỉa, ngươi nhất định cũng coi trọng thứ đồ như thế. Tề Thanh Nham, ngươi có mắt mà không có chồng, lại chọn loại người này nối nghiệp. Kết quả của ngươi tuyệt đối còn tệ hơn nữa. Từ Côn Luân tiến lên bóp lấy cổ của ông ta, khó chịu nói, được rồi, loại phế vật phiền phức như ngươi, mấy chục năm qua ngay cả thứ đồ mình muốn cũng không lấy được, còn làm nhiều chuyện lề mề chậm chạp như thế, chết sớm một chút là được rồi. Hừ, bần đạo sẽ không chết đâu. Tình Hạc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng không dám giết ta, bởi vì ta là sư bá của các trưởng giáo Tam Thanh Cung. Các ngươi dám động đến một cọng lông của bần đạo, tất cả các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Tam Thanh Cung đúng không, trưởng giáo đúng không? Đi, bây giờ ta đến phế hắn ta. Từ Côn Luân một tay nắm Tình Hạc đạo trưởng, quay lại nói với A Cửu, Tú Nhi, ta đi đây, lát nữa ta sẽ về. A Cửu không nghĩ đến tính tình của Từ Côn Luân lại nóng như thế, vội vàng kêu lên, này, ông đừng. Lời còn chưa nói hết, người đã không thấy đâu. Những người này nên xử lý như thế nào? Tề Ngữ Thi chỉ những người nằm dưới đất, nhất là Tề Ngọc Khôn. Tề lão gia tử hừ lạnh một tiếng, trói hết lại, mang đến cục cảnh sát. Cha, tứ muội, các người không thể đối xử với ta như vậy. Tề Ngọc Khôn giật mình kêu lên, vội vàng nói, là Tình Hạc lão ngưu gạt ta quay về. Ta thật sự không có ác ý với mọi người. Vừa rồi ta chỉ diễn trò mà thôi, các người cứ xem ta là cái rắm mà thả. Nếu đưa ta đến cục cảnh sát, đời này ta phải sống trong lao tù rồi. Mặt Tề lão gia tử vẫn không thay đổi, vừa lúc tránh cho ngươi ra ngoài hại người. Cha, con là con trai ruột của ta mà, cha không thể ơ. Tề Ngọc Khôn còn đang định nói thứ gì đó, Tề Ngữ Thi đã nhét một miếng bùn vào miệng của ông ta. Rất nhanh, người còn sống trong viện đều bị trói lại. Tề lão gia tử cho người lái xe đưa bọn họ đến cục cảnh sát. Chấm chấm. Tiền viện, trong phòng khách. Gia môn bất hạnh, khiến hạ thần y chế giễu rồi. Tề lão gia tử lắc đầu, biểu hiện bất đắc dĩ. Hạ Thiên hoàn toàn chẳng có cảm giác về chuyện này, giống như đang xem náo nhiệt mà thôi. Ông ngoại, bây giờ ông cảm giác như thế nào? A Cửu quan tâm hỏi. Đứa bé tốt, ta đỡ hơn rất nhiều, sống thêm 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tề lão gia tử cười khẽ. Hạ Thiên thuận miệng nói, người sống không quá 100 năm, cùng lắm chỉ sống thêm 10 năm nữa thôi. Tuy nhiên, trong thời gian đó, công năng cơ thể của ngươi đều đạt tiêu chuẩn. Vậy là đủ rồi, Tề lão gia tử cười ha hả, thật ra cũng không coi trọng tuổi thọ như vậy, vốn ta đã chết một lần rồi, có thể sống lâu thêm một ngày đã là tốt lắm rồi, huống chi là 10 năm. Lúc này, Tề Ngữ Thi lên tiếng, cha, bây giờ cha ta tỉnh. Có một số việc con có thể chứng thực từ cha rồi. Ta biết con muốn hỏi cái gì. Tề lão gia tử hình như đã có dự liệu, thở một hơi thật dài, sau đó nói, ta có thể khẳng định cho con biết, tỷ tỷ của con Tề Vũ Thi vẫn chưa chết. Thật sao? A Cửu nghe xong, không khỏi mở to mắt. Nàng làm cô nhi nhiều năm như thế, trước đó tìm được cha ruột, bây giờ lại biết được mẫu thân chưa chết, tất nhiên khó nén được sự kích động, thế bây giờ bà ấy đang ở đâu? Tề lão gia tử gật đầu rồi lại lắc đầu, là thật, nhưng bây giờ nó ở đâu, ta cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tề Ngữ Thi cũng khó ức chế được sự kích động trong lòng. Đáp án này cũng đã làm khổ bà nhiều năm, 20 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 20 năm trước, Tề lão gia tử rơi vào hồi ức, từng ký ức một nổi lên trong đầu, khi đó, vì Trấn Hưng Tề gia, nó nói muốn tổ chức một tiên hội, ta đã đồng ý. Đồng thời phát thiệp mời rộng khắp, mời tất cả thế lực tu tiên ở địa khu Đông Nam đến. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nói thẳng trọng điểm đi, mấy lời nói nhảm này ta đã nghe rồi. Ngươi đừng nói như vậy chứ. A Cửu trừng Hạ Thiên, đúng là không có lễ phép. Ha ha,
Hạ Thần Y nói đúng mà, người đã già, xác thực cũng nói nhảm nhiều hơn. Tề lão gia tử khoát tay, biểu thị vấn đề nằm ở bản thân ông, sau đó ông liền nói đến trọng điểm, lần tiên hội đó thật sự có chút vội vàng, tổ chức không được thành công. Thế lực tu tiên đều có mục đích riêng muốn đạt được, bàn chuyện gì cũng không xong. Phú Thị từ trước đến nay luôn có chủ trương, vì thế nó đã chủ động tìm những thế lực này, nói chuyện với bọn họ rất lâu. Lúc này, Hạ Thiên nhịn không được ngáp một cái. Hạ Thần Y đừng nóng vội, sắp đến điểm quan trọng rồi đây. Tề lão gia tử lập tức dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, đêm cuối cùng của tiên hội, bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Người này là một nữ nhân toàn thân tản ra mùi hương rất kỳ lạ. Nàng ấy tự xưng là sứ giả của Hoa Thần Giáo, muốn nói chuyện với Vũ Thi. Hoa Thần Giáo, Hạ Thiên giống như đã nghe qua cái từ này ở đâu rồi. A Cửu cũng cau mày, dường như ta đã nghe Tô Bối Bối nhắc qua giáo phái này, chẳng lẽ là cùng một người. Đúng là có giáo phái này. Hạ Thiên cũng nhớ ra, thuận miệng nói, cách đây không lâu, ta đã gặp giáo phái này trên biển. Về sau, bọn họ đến gây chuyện với bối nhà đầu, nhưng không sao. Ta tranh thủ thời gian đến xử lý tên giáo chủ là được. Sau đó thì sao? Tề Ngữ Thi hỏi tiếp. Tề lão gia tử đáp, về sau. Sang ngày hôm sau, tỷ của con đã cùng với nữ nhân Hoa Thần Giáo đi mất. Trước khi đi, nó còn để lại cho ta một hạt giống, trồng ở hậu viện. Nó nói, nếu cây không héo, chứng tỏ nó còn sống. A Cửu nhớ đến trong hậu viện xác thực có một cây đại thụ. Mặc dù rất cao nhưng nó quá hài hòa với môi trường trong sân, đến mức người khác nhất thời không chú ý đến nó. Hậu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Loài cây không biết chủng loại kia vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ, cao mười mấy mét. Mọi người quay lại hậu viện là vì gốc cây này. Đây là cây gì vậy? A Cửu nhìn chằm chằm gốc cây, có chút kỳ quái hỏi, tại sao ta chưa hề nhìn thấy loại cây này? Hình dạng lá cây không giống nhau. Tề Ngữ Thi cũng phát hiện chỗ khác thường của cái cây, đối với loại quái thụ này, chúng ta liếc mắt là nhìn thấy mới đúng chứ. Ta sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng để tâm đến nó, vì sao vậy? Bởi vì mùi, Hạ Thiên lười biếng nói, nó phát ra mùi khiến người ta không nhìn thấy sự tồn tại của nó. A Cửu quay lại nhìn Hạ Thiên, vậy ngươi có biết nó là loại cây gì hay không? Không biết, cũng không hứng thú muốn biết. Hạ Thiên nhếch miệng. Không hứng thú lắm. Lúc này, Tề lão mới lên tiếng, ta dường như đã nghe nữ nhân kia nói qua, gọi cái gì kỳ nùng gia, tên của nó đại khái là như vậy. Kỳ nùng gia, A Cửu lẩm bẩm cái tên này, trong đầu toàn là sương mù, không hề có chút đầu mối, để ta tìm y tỷ hỏi một chút. Tỷ ấy đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, có khả năng tỷ ấy sẽ biết. Tề Ngữ Thi hơi hoài nghi hỏi. Cây này trồng ở đây chỉ để cho thấy tỷ ấy còn sống hay không mà thôi. Ta cũng không rõ nữa. Tề lão gia tử lắc đầu. A Cửu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ông ngoại, sức khỏe của ông trở nên kém như thế có phải sau khi cái cây này lớn lên không? Tề lão gia tử nghe xong, cẩn thận suy nghĩ lại, gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đúng, đúng là như thế. Tiêm Tiêm, sắc mặt của ngươi hình như không được tốt. A Cửu chợt phát hiện Bạch Tiêm Tiêm ôm ngực. Biểu hiện đau đớn, không khỏi quan tâm hỏi một câu. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, ta không có gì đáng ngại. Vợ Tiêm Tiêm, nàng điều chỉnh hô hấp một chút đi. Hạ Thiên lập tức rót cho Bạch Tiêm Tiêm một chút băng hỏa linh khí, giúp cho nàng dễ chịu trở lại. Bạch Tiêm Tiêm điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nói, cái cây này xác thực rất cổ quái. Khi không phát hiện ra nó, ta không có cảm giác gì cả. Sau khi phát hiện, ta cảm giác giống như có thứ gì đó bị nó cướp mất. Hạ Thiên nghe Bạch Tiêm Tiêm nói xong, lập tức quan sát gốc cây kia. Gốc cây kia dường như cảm nhận được Hạ Thiên đang quan sát mình, lập tức thay đổi hình thái. Sao? A Cửu nhanh chóng bình tĩnh, lập tức lấy lại tinh thần, cái cây này thật sự rất lợi hại, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã không để ý đến sự tồn tại của nó. Tề Ngữ Thi được A Cửu nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh. Kinh ngạc nhìn gốc cây trước mắt, gốc cây yêu quái này có thể đoạt tâm phách của người khác. Ta đã hiểu rồi, Hạ Thiên nhìn ra được chút manh mối, cây này trưởng thành không cần nước, không cần phân bón mà là hơi thở của con người, hoặc nói là sinh cơ. A Cửu cũng là bác sĩ, lập tức hiểu ra được ý trong lời nói của Hạ Thiên, khó trách nó lại phát ra cái mùi khiến người ta coi nhẹ nó.
chỉ cần mọi người không chú ý đến nó, cũng sẽ không phát hiện bị nó cướp đi sinh cơ. Tề Ngữ Thi khó hiểu hỏi, cây này có phải do người của Hoa Thần giáo cố ý lưu lại, nói là có liên quan đến mệnh của tỷ tỷ, thật ra chính là muốn dùng người của Tề gia nuôi dưỡng cây quái thụ này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tề lão gia tử không khỏi có chút rối rắm, chẳng lẽ chặt nó? Điều này có ảnh hưởng gì đối với Tề Ngữ Thi hay không? Không cần chặt, giữa ngón tay Hạ Thiên lộ ra một cây ngân châm đâm vào cái cây. Gốc cây kia đột nhiên co rụt lại, co lại khoảng chừng 3-4 mét, màu của vỏ cây cũng từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đen, còn cứng hơn cả sắt thép. Chơi như thế với ta có tác dụng gì không? Hạ Thiên nhếch miệng, một chút cũng không do dự, đâm thẳng ngân châm vào. Chít chít, quái thụ phát ra tiếng vang bén nhọn, rất nhanh có mồ hôi rịn ra từ vị trí mà Hạ Thiên đâm ngân châm vào. Người bình thường uống nước này sẽ không sao. Hạ Thiên thu lại ngân châm. Sau đó quay người trở về đứng giữa A Cửu và Bạch Tiêm Tiêm. Tề lão gia tử vừa ngoắc người thu lấy nhựa cây vừa chỉ vào cây kia mà nói, còn nó thì làm sao bây giờ? Muốn làm gì thì làm, Hạ Thiên hờ hững nói, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. A Cửu thản nhiên nói, trước cứ giữ lại, nguy hiểm cũng không lớn lắm. Người cũng không ở tổ trách, sự việc gì cũng không có. Điều này cũng đúng. Tề lão gia tử nhẹ gật đầu, hậu viện không có ai ở. Trong tổ trạch ngoại trừ ta thì cũng không có quá nhiều người ở. Mọi người vừa trở lại phòng khách, lão quản gia đã tiến lên bẩm báo, lão gia chủ, người của Lâm gia đến. Người của Lâm gia đến đây để làm gì? Tề lão gia tử có chút ngoài ý muốn nói. Ông ngoại, việc này để con xử lý đi. Lúc này, A Cửu mới sực nhớ ra, liền cười nói, cứ để bọn họ vào. Tề lão gia tử cũng không hỏi nhiều, vậy ta đến phòng khách tiền viện nghỉ ngơi trước một lát. Chuyện của Tề gia sẽ giao cho con toàn quyền xử lý. Lâm Phái Thu đâu rồi? Tề Ngữ thì đột nhiên lên tiếng hỏi, hình như do Từ Côn Luân canh giữ thì phải. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, Hạ Thiên lười quản mấy chuyện này, trực tiếp gối đầu lên đùi Bạch Tiêm Tiêm, giả vờ ngủ. Lúc này, tại một nơi hẻo lánh vang lên một âm thanh trầm đục. Tề Ngữ Thi bước đến, nhìn thấy một người tại một góc hẻo lánh, tại sao ngươi lại ở đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.